Chương 31 Trung rẩy đi Phạm Nhân Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 31 Trung rẩy đi Phạm Nhân Cố lên thiếu niên Nâng quai hàm, từ tùy châu quay đầu đối đứng dậy muốn tiến về hậu trường chuẩn bị ra sân học sinh nói Đem những cái kia xem thường các ngươi người, hết thảy dẫm tại chân hạ ép bất tử bọn hắn cũng muốn hung chết bọn hắn ba học sinh từ lão sư cái gì cũng tốt chính là yêu thỉnh thoảng nói chút để cho người ta nghe không hiểu bất quá lời trong lời ngoài hào tình tráng chí bọn hắn tiếp thu được bởi vậy ra sân khí thế gọi là một cái hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang rất tốt sung mãn trạng thái tinh thần cái này một hạng thỏa thỏa mát điểm từ tùy châu lộ ra hiền hòa nụ cười mẹ hiền tiếp xuống cho mời trung học hạp loan tuyển thủ dự thi lên đài diễn thuyết đề mục lạc, không quên sơ tâm, nên đón huy hoàng, mọi người hoan nghênh. Người chủ trì báo xong màn, mỉm cười dẫn đầu vỗ tay. Dưới đài tiếng vỗ tay lại lưa thưa lạc lạc. Ngồi tại hàng thứ nhất mấy vị bộ giáo dục lãnh đạo buồn bực đối mắt nhìn nhau. Trung học hạp loan. Đây không phải là trì vĩnh phát quản kia chỗ sao. Học kỳ này vừa khai giảng còn cùng ta phàn nàn anh ngữ lão sư không đủ, nhất là dạy lớp 12, phân phối một cái chạy một cái, trước kia xưa nay không tham gia cái này tranh tài lần này mặt trời mọc lên từ phía tây sao không rõ ràng nha có lẽ muốn cho học sinh đến luyện một chút gan đi suy luyện gan cũng phải nhìn trường hợp loại trường hợp này cũng dám để bọn hắn lên đài không sợ bị trong tỉnh tới phóng viên ghi vào tin tức bản thảo mất mặt ném đến tỉnh thành đi không chỉ bộ giáo dục lãnh đạo hiệu trưởng đội ngũ nhóm cũng có tiếng bàn luận xôn xao lên cùng trì hiệu trưởng giao tình tương đối tốt ngủ trung hiệu trưởng một mặt không hiểu lão trì ngươi không nói lần này trường học các ngươi cũng phái học sinh tham gia ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay là đến tham gia náo nhiệt trì hiệu trưởng trong lòng kỳ thật vì chính mình học sinh lau vệt mồ hôi cứ việc mấy ngày liên tiếp từ lão sư nỗ lực cùng học sinh cố gắng hắn đều nhìn ở trong mắt nhưng cơ sở đến cùng kém người ta một mảng lớn nhưng mà bất kể nói thế nào học sinh của mình lại tối dạ cũng không bỏ được tùy theo người khác khi dễ bởi vậy không chút nghĩ ngợi đổi nói làm sao liền hứa học sinh của các ngươi tham gia học sinh của ta lại không thể tới đây là cái đạo lý gì nói không phải nói như vậy cách hai chỗ ngồi nhất trung hiệu trưởng quan tới khinh thường thoáng nhìn xen vào nói thầm cũng không phải không biết trường học các ngươi giáo dục trình độ liền kia nửa bình tử nước cũng dám cầm đi ra ngoài lang thang khoe khoang cũng muốn phân trường hợp. Tam Trung hiệu trưởng cũng cao mày biểu thị không vui. Đúng vậy nha. Lần tranh tài này không riêng huyện chúng ta lãnh đạo có mặt, trong tỉnh cũng phái người tới, biểu hiện không tốt, rớt cũng không chỉ là trường học các ngươi mặt mũi. Yên tâm, học sinh của ta không thể so với trường học các ngươi trên lệch, ai mất mặt cũng không tới phiên chúng ta. Trì hiệu trưởng kìm nén một bụng tức giận nói. Ngươi! Tốt tốt! ngũ trung hiệu trưởng xem bọn hắn muốn ầm ĩ lên tiết tấu, đau đầu hòa giải, học sinh lên đài, an tĩnh chút nghe đi. Chỉ cần học sinh chăm chú làm chuẩn bị nên cổ vũ, không tồn tại mất mặt nói chuyện. Hay là ngươi nhìn thấu qua. Trì hiệu trưởng cho lão hữu mặt mũi, đoan chính tư thế ngồi, không còn phản ứng kia hai làm người ta ghét lão gia hỏa. Nhất trung, tam trung hiệu trưởng tức giận đến lá gan đau nhưng mà chờ trung học hạp loan học sinh nhất niệm lời dạo đầu, tập thể sợ ngây người. Cái gì cái gì? Đây quả thật là trung học hạp loan học sinh. Bảo tố lấy một ngụm rõ ràng anh thức tiếng Anh, trên mặt mang vừa đúng mỉm cười, diễn thuyết lại như thế lưu loát lại có phủ lên lực. Cho dù là bọn họ bên trong, cũng không phải là người người đều tin thông môn này ngoại ngữ, giờ phút này cũng bị trên đài học sinh mang hăng hái, nhiệt huyết sôi trào. Từ Tùy Châu nhìn xem tay nắm tay mang ra học sinh không đi công tác sai diễn thuyết, mẹ già tâm rất là vui mừng. Lười biến tựa lưng vào ghế ngồi, nội tâm vô cùng kiêu ngạo. Trung rẫy đi. Tuyệt vọng đi. Phàm nhân. Để các ngươi xem thường trấn hạp loan bên trong, lần này đá trúng thiết bản đi. Hừ hừ. Cuối cùng, trung học hạp loan lấy bình quân phân chính. Tám điểm cao, nhất cử đoạt được tuyển chọn thi đấu vòng nguyệt quế. Mấy cái cùng nhất trung, tam trung giao tình tốt ban giám khảo ngược lại là muốn đánh thấp phân, nhưng toàn trường nhiều như vậy ánh mắt nhìn chầm chầm đâu, còn có tỉnh thành tới mời riêng phóng viên mang lấy camera đối sân khấu, mắt sáng như đuốc. Giống nhau từ tùy châu đoán, ai dám lỗ mãn A. Đưa người chủ trì báo ra đạt được lúc, toàn trường lặng ngắt như tờ. Qua mấy giây, từ lấy lại tinh thần trì hiệu trưởng dẫn đầu, ào ào tiếng vỗ tay càng ngày càng vang, cho đến lôi động. Lão Trì, Vũ Trung hiệu trưởng không dám tin, lên đài thật là ngươi học sinh. Lợi hại lợi hại. Hắc hắc, quá khen quá khen. Trì hiệu trưởng đắc chí vừa lòng, khóe mắt đảo qua nhất trung, Tam trung kia hai cái lão gia hỏa, trong lòng trong bụng nở hoa. Ha ha ha. Từ lão sư tốt. Thật sự là không nghĩ tới a, à, mình học sinh vậy mà vượt qua nhất trung, Tam trung, đoạt được lần này diễn thuyết tranh tài hạng nhất quá ngoài dự đoán của mọi người. Hừ, vận khí tốt thôi. Tam Trung hiệu trưởng không phục hừ hừ, có bản lĩnh trận chung kết cũng nâng cái cúp trở về. Huyện nhất Trung hiệu trưởng nghe được đạt được trên lệch không có nôn ra máu 3 lít, này lại trầm mặt không rên một tiếng, trong lòng lão đại không thoải mái. Từ hắn tiếp nhận nhất Trung hiệu trưởng đến nay, phàm là ngành học loại thi đua, hạng nhất chưa từng hoa rơi nhà khác qua. Chưa hề đều là bị mình học sinh bỏ vào trong túi không nghĩ tới hôm nay mất thể diện, còn ném đi cái mặt to. Nếu là bại bởi Tam Trung còn tốt chút, nhưng bại bởi phía dưới Hương Trấn Trung học, hắn lần cảm giác sỉ nhục. Trì hiệu trưởng mới mặc kệ người khác như thế nào phiền muộn, tuổi đã cao, chạy y nguyên linh xảo mạnh mẽ, mấy cái nhanh chân xông lên sân khấu, vẻ mặt tươi cười ngoắc ra hiệu từ tùy châu đi lên. "Từ lão sư, tới tới tới, cùng học sinh cùng một chỗ cái chụp ảnh chung." Khó được có cơ hội như vậy, từ tùy châu im lặng nâng tráng, trong lòng tự nhủ hiệu trưởng, sau này cơ hội như vậy còn nhiều, ta liền không lên đài đi. Nhưng trì hiệu trưởng nhất định phải nàng cùng tiến lên đi chụp ảnh chung, đành phải đứng người lên, sửa sang lại quần áo, đi hướng trao giải đài. Trải qua huyện nhất trung kia hai nữ lão sư lúc, nhìn thấy các nàng kia chấn kinh ánh mắt biểu lộ, nơi nào còn có nửa phần lúc trước đắc ý. Đánh mặt đi. Ha ha. Để các ngươi xem thường tỷ không biết nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn sao hừ hừ từ tùy châu ý đồ xấu hướng các nàng nhíu mày cười một tiếng sau đó hào phóng vừa vặn đi bên trên trao giải đài nàng nàng không phải cái kia liền lần trước thư viện nghe xuân mai cùng triệu anh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem từ tùy châu nhanh nhẹn rời đi ban xong thưởng tiếp nhận tỉnh thị mời riêng phóng viên phỏng vấn Trị hiệu trưởng trung khí 10 phần chào hỏi từ Tùy Châu cùng ba cái học sinh. Đi. Đến giờ cơm, hôm nay ta mời khách, chúng ta hạ tiệm ăn. Ăn xong gọi chiếc ba thẻ đưa chúng ta trở về. Từ Tùy Châu cũng không già mồm, lôi kéo học sinh đuổi theo. Bất quá chỉ sợ hiệu trưởng một đắc ý xài tiền như nước, trở về chịu lão bà hắn thiết sa trưởng, hảo tâm đề nghị. Hiệu trưởng, hạ tiệm ăn gọi món ăn quá đắt, nếu không một người một bác hoành thánh mặt được. Hắc! Từ lão sư ngươi đây là xem thường ta đây. Yên tâm, buổi sáng đi ra ngoài, nhà ta lão thái bà cho ta tiền, đừng nói mời bốn người các ngươi, lại đến bốn cái ta đều mời được. Trì hiệu trưởng vỗ vỗ túi quần được không đắc ý. Chương 32 Sò khô hầm con vịt Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 32 sò khô hầm con vịt, lão trì. Lão trì vậy ta cũng mặc dạng mày dày đến cọ ngươi cơm. Ngũ trung hiệu trưởng cười hiếp mắt đuổi theo. Giờ phút này không sợ bị người phát hiện nghe lén, hắn nhìn ra trấn hạp loan bên trong hôm nay có thế nhổ đến thứ nhất, nguyên nhân hẳn là xuất hiện ở trước mắt vị này tuổi trẻ xinh đẹp nữ lão sư trên thân. Ăn trực là giả, nghe ngóng tin tức mới là thật. Cũng tính ta một người thạch khảm trung học hiệu trưởng nâng đỡ nặng nề kính mắt đụng tới trì hiệu trưởng tức giận đến đau răng hay a à, cái này từng cái không biết xấu hổ lão gia hỏa ăn chực còn như thế lễ thẳng khí hùng da mặt dày có thể so với tường thành a chữ thề về chữ thề hôm nay cao hứng hắn vung tay lên đi cùng một chỗ chúc mừng đi so sánh trì hiệu trưởng phấn khởi kích động huyện nhất trung hiệu trưởng thì một mặt xanh xám Hắn đưa mắt nhìn người đi đường này vừa nói vừa cười rời đi lễ đường, tiến về đường phố đối diện tiệm cơm, khó chịu nheo lại mắt, nhìn chầm chầm từ tùy châu bóng lưng nhìn thật lâu, cho đến nhìn không thấy, mới xoay người, phân phó mình trường học kia hai tên vẽ mặt cầu xin sư phụ mang đội. Trở về cho ta hảo hảo nghe ngóng trấn hạp loan bên trong tình hình gần đây, nhất là vừa rồi tên kia nữ lão sư, đến cùng lai lịch gì. Dừng một chút, lại lạnh giọng nói, hỏi thăm ra tin tức hữu dụng, liền không giữ các ngươi cái này một mùa độ tích hiệu công tác, nếu không, hừ. Hiệu trưởng, chúng ta cái này đi nghe ngóng. Nghe Xuân Mai cùng Triệu Anh nơm nớp lo sợ trả lời. Đợi nhất trung hiệu trưởng rời đi, hai người mới thở vào nhẹ nhõm. Nghe Xuân Mai nghiến răng nghiến lợi nói. Chỗ nào chạy đến tiểu nương bì, hại chúng ta chịu hiệu trưởng mắng. Lần này tốt, chức danh bình không lên, ổn thỏa tiền thưởng đều muốn bay. Triệu Anh rũ cục lấy đầu một mặt sa sút tinh thần. Có biện pháp nào? Trung học Hạp Loan học sinh diễn thuyết đích thật so với chúng ta tốt. Sớm biết liền nên nghe ta. Nghe Xuân Mai vạn phần không cam lòng, diễn thuyết bản thảo viết tối nghĩa điểm. Ta nhìn những cái kia ban giám khảo liền thích nghe phức tạp câu hình, bảo tố đến bọn hắn tất cả đều nghe không hiểu mới gọi lợi hại. Bây giờ nói những này có làm được cái gì, sao đều so xong. Triệu Anh thở dài, dưới mắt vẫn là đem hiệu trưởng phân phó dò nghe bảo trụ tích hiệu thưởng cần gấp nhất nhưng chúng ta đi chỗ nào nghe ngóng a trấn hạp loan lại không người quen biết nghe xuân mai dậm chân một cái đi hỏi một chút rồi nói sau ai tức chết ta rồi rõ ràng đã thắng lợi trong tầm mắt từ tùy châu một đoàn người đi vào tiệm cơm ngũ trung hiệu trưởng cùng thạch khảm trung học hiệu trưởng một trái một phải kẹp lấy trì hiệu trưởng quanh co trằn trọc hỏi hắn chỗ nào khai ra cao tài sinh quá lợi hại từ trước tới nay cái thứ nhất đem huyện nhất trung đuổi đến phía sau lão sư như vậy bọn hắn cũng rất nhớ muốn một cái lão trì hai ta có vài chục năm giao tình a người mới vài chục năm ta biết lão trì cả hai mười năm đúng không lão trì trì hiệu trưởng nhân tin một cái sao lại đoán không ra trong lòng bọn họ nghĩ cái gì nhưng từ tùy châu chỉ có một cái nói cho bọn hắn chẳng lẽ lại để cho bọn họ tới nậy ra góc tường. Cái này không thể được. Thế là đổi chủ đề. Hai người các ngươi, học sinh đều mặc kệ A. À. Cũng ra hiệu từ Tùy Châu đi đem hai cái lão gia hỏa quên ở sau đầu học sinh gọi qua, đừng ngốc hồ hồ đứng tại đường biên vỉa hè nhất lên thủ đợi. Khi hai học sinh hoàn toàn chính xác có chút mộng, xoay người một cái, hiệu trưởng không thấy. Muốn tìm lại không dám đi ra, sợ chỉ là đi nơi nào thuận tiện. Không nghĩ tới đúng là đi theo trung học hạp loan thầy trò đội ngũ tới dùng cơm. Tâm thật nhét. Chúng ta mới là học sinh của Ngài A Uy. Ngài hai hướng về phía trấn hạp loan bên trong học sinh cười ôn nhu như vậy hiền lành làm gì nha. Thấy từ tùy châu nhịn không được vui. Xem ra chính mình hiệu trưởng cùng ngủ trung, thạch khảm trung học hai vị hiệu trưởng giao tình không tệ. Tại dư phổ một đám cao trung bên trong, trong trấn cuối cùng không phải một mình phấn chiến, hay là có huynh đệ trường học. Cuối cùng, Vũ Trung cùng Thạch Khảm Trung học hiệu trưởng chỉ từ ý cực gấp trì hiệu trưởng miệng bên trong hỏi ra trong trấn mới tới lão sư họ từ, hải thành phưởng đại tốt nghiệp cao tài sinh, càng nhiều liền không có. Bất quá không quan trọng, hai vị lão hiệu trưởng sắp chia tay cầm từ tùy châu tay. Hoan nghênh từ lão sư đến trường học của chúng ta tham quan, có thế đến trao đổi thăng đường khóa thì tốt hơn. Trì hiệu trưởng. Được rồi. Cho bọn hắn chút mặt mũi, không đổi. Nhiều lắm là dạy nghiên hoạt động đi thăng đường khóa. Bằng ngũ trung cùng thạch khảm đãi ngộ, người khẳng định là đào không đi tích. Cơm nước no nê, một đoàn người hợp kêu chiếc ba thẻ, một đường sóc nảy sóc nảy trở lại trên trấn. Từ Tùy Châu vừa tới nhà, ngoài cửa viện truyền đến nàng biểu ca thanh âm. Tùy Tùy, trở về à nha. Là đâu, Ta làm sao ngươi biết ta trở về? Từ Tùy Châu tranh thủ thời gian đi ra ngoài mở cửa, tiến đến ngồi một lát. Lâm Kiến Binh khoát khoát tay, biểu thị không tiến vào. Ta nghe được hiệu trưởng trung ký mười phần thanh âm, nghe nói các ngươi tranh tài đắc thắng rồi. Thật lợi hại. Đúng, ngươi muốn đi tiếp đâu đâu đúng không? Lên xe, ta đưa ngươi đi. Hắn vỗ vỗ xe đạp chỗ ngồi. Ca ngươi thật sự là mưa đúng lúc từ Tùy Châu mừng rỡ nói. Hôm nay thật đúng là có chút mệt mỏi, tăng thêm sắc trời đã tối xuống, đợi chút nữa còn phải trở về đâu, có biểu ca đưa đón yên tâm không ít, cũng liền không làm kêu. Nhanh chóng thu thập cái túi đeo lưng, hướng trên vai hất lên, nhảy lên lâm kiến binh tam giác lớn. Hai huynh muội trò chuyện, rất nhanh tới thôn đầu đường. Tùy tùy, chính ngươi đi vào đi, ta phải đi đón tẩu tử ngươi, nàng đi nhà mẹ để nhìn Thúy Thúy, tráng tráng ăn xong cơm tối tới đón ngươi. Chỗ ngã ba đi đến ngư trường, nhiều lắm là 6-7 phút đồng hồ. Điểm ấy đường theo Lâm Kiến Minh cùng cửa nhà mình không sai biệt lắm. Hắn còn muốn cử đi mẹ vợ nhà, liền không có đi theo cùng một chỗ đi vào. Bất quá chưa quên mẹ nó dặn dò, đem xe long đầu bên trên treo một cái túi cởi xuống cho Từ Tùy Châu. Đây là mẹ muốn đường đỏ cùng táo khô, ngươi mang hộ đi cho nàng. Ta đi à, tối nay tới đón ngươi. Từ Tùy Châu một trận cảm động. Ca, ngươi là đặc địa đưa ta tới A, à, sớm biết ta liền tự mình đi. Ngươi là em gái ta, đưa tiễn ngươi thế nào? Lại không tốn bao nhiêu thời gian. Lâm Kiến Binh đem túi vải hệ đến từ Tùy Châu trên cánh tay, vung sải chân bên trên xe đạp, đường cũ trở về. Từ Tùy Châu trong lòng ấm áp, dẫn theo cái túi bước chân nhẹ nhàng về cô nhà, trên đường trải qua từ gia phòng cũ. Nàng trong mong đánh giá vài lần cái này ngoài phòng đầu nhìn vẫn được a à, cũng không biết bên trong còn có thể hay không ở người bất kể như thế nào tóm lại muốn thu thập ra không thể mỗi lần trở về đều ở cô nhà cứ việc cô cùng cô phụ sẽ không ghét bỏ mình nhưng không có chân chính thuộc về mình nơi đặt chân khiến đời trước quen thuộc khắp nơi đưa sinh ra hứa luôn cảm giác có nhiều như vậy không được tự nhiên từ tú viện đoán được chất nữ hôm nay sẽ trở về đặc địa làm thịt con vịt hầm con vịt nấu bánh bao nhỏ ngủ về sau, liền tranh thủ lúc rảnh rỗi hầm lên. Từ tùy châu tiến cửa sân đã nghe đến nồng đậm vịt canh hương, bất đắc dĩ nói. Cô ngươi làm gì làm thịt con vịt, trong nhà có cái gì ăn cái gì, ta cũng không phải khách nhân. Ai nói là hầm cho ngươi ăn. Ngươi cô phụ chẳng lẽ liền không thèm thịt. Từ tú viện giận trách. Không chút do dự để trung thực nam nhân cõng cái này nồi. Chương 33 Hầu bao phong phú, bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 33 Hầu bao phong phú mở ra nhi tử để mang hộ trở về túi, từ tú viện mặt mày hớn hở. Ca của ngươi mua được đường đỏ, táo đỏ, quay đầu cùng đậu phộng cùng một chỗ hầm, nghe nói thúc sữa. Đúng, hai ngày này không có uy, ngươi có kịp thời chen sao. Sữa không ít a. À. Từ tùy châu hai tay vuốt hai má. Họ vô, làm mẹ người còn thẹn thùng được 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 ta không hỏi ngươi đêm nay hảo hảo bồi bổ mệt mỏi một ngày đều từ tú viện buồn cười điều khản vài câu lo lắng hỏi tranh tài tình huống hôm nay không phải tranh tài đi sao thế nào từ tùy châu gặp nàng cô cuối cùng không còn đuổi theo nàng hỏi cảm thấy xấu hổ chủ đề nhẹ nhàng thở ra rất tốt được thứ nhất thật a à. từ tú viện mừng thay cho nàng vậy nhưng coi như không tệ cho nên cái này con vịt không có phí công làm thịt ban đêm ăn mừng một trận cho phép ngươi cô phụ uống một chung từ tùy châu uống lên mặt mày cười sau đó hỏi đâu 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 ngủ sao cũng không giữa trưa ôm hắn ra ngoài tảng bộ một vòng trở về cho hắn vọt lên cốc sữa bột uống vào uống vào liền ngủ mất ngủ đến hiện tại từ tú viện nhắc tới cháu trai liền mặt mày hớn hở chúng ta đâu đâu là thật ngoan đấy ai gặp đều muốn ôm ông cũng không chịu buông tay. Ăn no rồi không có chút nào làm ầm ĩ, không giống lão vu gia cháu trai kia, không phải ông không ngừng đi lại mới được, cái mông mới sát bên cái ghế liền oa oa khóc. Từ Tùy Châu cũng cảm thấy nhà mình bánh bao nhỏ rất cốt mang, trừ phi đói bụng, bình thường chưa từng khóc trống. Suy nghĩ kỹ một chút, không chừng cùng ban đêm ngủ khoan dinh dưỡng có quan hệ, không đều nói ngủ ngủ tốt, cảm xúc cũng sẽ đi theo được không? bất quá đây cũng chỉ là suy đoán của nàng cố gắng bánh bao nhỏ trời sinh cứ như vậy ngoan đâu theo nương lạc lâm quốc đóng kết thúc công việc trở về người một nhà đúng hạn ăn cơm cô ngươi hầm con vịt canh uống ngon thật bên trong còn thêm sò khô từ tùy châu uống vào ngon canh nóng thỏa mãn nheo lại mắt đáng tiếc bánh bao nhỏ còn nhỏ không tới thêm phụ ăn thời điểm sò khô hầm con vịt nghe nói rất bổ dưỡng thích liền uống nhiều một chút. Từ tú viện mò lên cái thìa, lại cho nàng bới thêm một chén nữa, lúc nào muốn ăn liền trở lại. Trong nhà khác không có, hàng hải sản, thịt vịt vẫn phải có. Khụ khụ khụ. Lâm Quốc Đống vừa uống một ngụm rượu, bị sặc. Trước kia hắn nhớ thương ăn thịt, đề nghị làm thịt con vịt, nàng nói như thế nào? Không lễ không Tết, làm thịt cái gì con vịt, thịt cá không phải thịt A, tôm thịt không phải thịt A hiện tại còn nói trong nhà không thiếu thịt vịt. Lòng của nữ nhân A, thật sự là kim dưới đáy biển. Cơm tối vừa ăn xong, Lâm Kiến Minh liền đến tiếp, thuận tiện uống bát con vịt canh. Từ tú viện còn cầm hộp cơm trang cái lớn vịt cánh đưa cho hắn, mang đến cho Mỹ Lệ ăn. Lần sau rút cái ngày chủ nhật mang thúy thúy, tráng tráng cùng đi, ta lại hầm con vịt, vịt canh nổi nồi nhân lúc còn nóng ăn mới hương, hâm lại liền thiếu vị tươi. Ai? Lâm Kiến Binh đáp. Hôm nay mệt rồi, trở về sớm nghỉ ngơi một chút. Từ tú viện hai nhân khẩu một mực đưa bọn hắn đến cửa thôn. Ừm, cô, cô phụ các ngươi trở về đi, đi ngủ sớm một chút. Từ tùy châu che kính mau mau thú thảm, ông vẫn như củ ngủ say bánh bao nhỏ ngồi lên xe đạp chỗ ngồi phía sau, tại sóc nảy bên trong trở lại trên trấn. Bánh bao nhỏ toàn bộ hành trình ngủ say, không biết được có phải hay không ban ngày ôm ra đi chơi có chút hưng phấn, cái này ngủ một giấc đến hơi dài. Lúc đầu ban đêm đã cơ bản không cần đi tiểu đêm, trước khi ngủ cho ăn dừng lại, có thể ngủ một giấc đến sáng sớm 4 năm điểm. Hôm nay ít ăn một bữa, từ tùy châu đau lòng, nửa đêm hay là đứng lên cho ăn dừng lại. Lần này, hai mẹ con cái mạnh mẽ ngủ trọn vẹn cảm giác, tỉnh lại đã là trời sáng choang. Ăn xong điểm tâm, nàng đem tinh thần sáng láng bánh bao nhỏ đưa đến chu lê hoa nhà, sau đó đi làm. Trên đường đi, thật nhiều nhà ở phụ cận học sinh gia trưởng sông nàng mỉm cười, quen thuộc chút còn cùng với nàng chào hỏi. Từ lão sư đi làm nha. Ngữ khí không nên quá nhiệt tình. Từ tùy châu có chút buồn bực. Tới trường học mới biết làm sao cái tình huống. Nguyên lai like nàng phụ đạo học sinh đến nay năm tiếng Anh diễn thuyết tuyển chọn thi đấu bên trên đoạt được danh hiệu đệ nhất tin tức tốt, hôm qua đã truyền khắp trong trường bên ngoài, nhưng làm toàn thể thầy trò cùng các gia trưởng cao hứng. Nhìn ép huyện Nhất Trung, thành công hái được huyện cấp vòng nguyệt quế dạng này thành tích tốt, là trấn hạp loan bên trong xây trường đến nay lần đầu. Trì hiệu trưởng sáng sớm liền đến văn phòng, phê điều tử phát tiền thưởng, kéo cờ nghi thức về sau, cầm khuếch đại âm thanh loa đứng trên khán đài phát biểu, sau đó tự mình phát hồng bao, ban thưởng từ tùy châu 100 khối, ba học sinh một người 20 khối đồng thời còn phê một bút khoảng kéo vải đỏ làm hoành phi. Chữ lớn màu trắng xoát tại đỏ tươi vải tơ bên trên, đón chói lọi thu dương, trạng rỡ lấp lóe, nhiệt liệt chúc mừng ta trường học học sinh lớp 12 Điền Tiểu Tuyết, Trần Văn Quân, Lâm Lỗi Dũng đoạt tiếng Anh diễn thuyết tuyển chọn thi đấu quán quân. Luyện tập kết thúc, rơi vào phía sau từ Tùy Châu bị các lão sư vây vào giữa. Từ lão sư, chúc mừng chúc mừng A, à, ngươi thật quá lợi hại. Vừa đến đã dẫn học sinh tham gia trận đấu, còn đạt được thành tích khá như vậy. Đúng vậy a, à, tiếng Anh tranh tài, trường học của chúng ta liên tiếp mấy năm không có quá khen. Từ lão sư vừa đến, không chỉ có nâng cái số 1 trở về, còn muốn đại biểu toàn huyện tất cả cao trung đi tỉnh thành trận chung kết. Hảo hảo cố gắng, trận chung kết lấy thêm cái thưởng trở về. Đúng đúng đúng. Nếu là tỉnh thành trận chung kết đều có thể ôm cái thưởng trở về, khi trường học của chúng ta nổi danh. Từ lão sư hết thảy nhờ ngươi. Tiếp xuống ngươi hảo hảo ứng phó tranh tài, ngoại trừ lên lớp, khác sống đều giao cho chúng ta." Từ Tùy Châu hết thảy mỉm cười gửi tới lời cảm ơn. Trong lòng nghĩ đến lại là: Không tệ, xẹp xẹp hầu bao rốt cục phong phú. Kiếm bút tiền thưởng không dễ dàng a. À. Đương nhiên, giáo sư trong đội ngũ không thiếu ước ao ghen tị, thí dụ như Chu Hiểu Lộ. Nàng nhìn xem Từ Tùy Châu cầm ở trên tay hồng bao, Mắt nóng chết người Bất quá chỉ là bản huyện tuyển chọn thi đấu mà thôi Liền thưởng 100 Đều nhanh vượt qua nàng 2 tháng tiền lương Hiệu trưởng cũng quá hào phóng đi Mà lại ai nói nhất định là từ tùy châu công lao Khó đảm bảo không phải ba cái học sinh mình cố gắng Đúng Chính là như vậy Nếu như những năm qua trường học cũng phải mình dẫn đội đi dự thi Nói không chừng như thường nâng cái thưởng lớn trở về Chu Hiểu Lộ càng nghĩ càng không phục, chạy đến phòng làm việc của hiệu trưởng cầu nhào. Hiệu trưởng, ngươi không thể được cái thứ tự liền thêm tiền thưởng A, còn một phát nhiều như vậy. Vậy vạn nhất người người đều mang học sinh đi tranh tài, ai còn có tâm tư lưu tại trường học lên lớp. Cái này sợ không phải cái kẻ ngu. Hiệu trưởng nhìn xem Chu Hiểu Lộ phản phất tại nhìn thiểu năng. Chu Hiểu Lộ lại không lĩnh hội tới cái này yêu mến thiểu năng ánh mắt, y nguyên chú ý của ta nói đến rất khởi kình mang cái đội mà thôi, ngươi liền ban thưởng 100, cảm giác quá kia cái gì đi. Vậy sau này có tranh tài, tất cả mọi người tranh cướp giành giật muốn dẫn đội, chẳng phải là ảnh hưởng giáo sư đội ngũ đoàn kết hữu ái. Theo ta nói, khục, hiệu trưởng thực sự nghe không nổi nữa, nếu như không phải quá thiếu anh ngữ lão sư, thật muốn từ nàng, thỏa thỏa gậy quấy phân heo A. Tiểu chu A, ngươi nói giả thiết nếu là thành lập, ta cao hứng cũng không kịp yên tâm, về sau ai bảo học sinh người nào chịu trách nhiệm dẫn đội, khẳng định không ảnh hưởng giáo sư đội ngũ đoàn kết hữu ái. Đúng, cuối năm có một trận trường học tế lớp 10, lớp 11 tiếng Anh thi đấu hữu nghị, cụ thể lịch đấu còn chưa có đi ra, đại khái đặt ở một tháng sơ, cũng chính là cuối kỳ thi trước đó, lớp 10 tổ liền về ngươi phụ trách. Chu hiểu lộ chạy lội phòng hiệu trưởng, phí hết nhiều nước bọt như vậy, cứ việc không phải rất hài lòng, nhưng cũng không tính hoàn toàn không có thu hoạch chu chu mỏ, lên tiếng đi ra. Hiệu trưởng lắc đầu, tự nhủ. Nếu là cũng giống như từ lão sư như thế, hẳn là bớt lo a. À. Chương 34 Đáng yêu đến Phạm Quy Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 34 Đáng yêu đến Phạm Quy nghĩ đến từ Tùy Châu bảo bối này, hiệu trưởng nhịn không được cao hứng, thật vất vả chờ đến từ Tùy Châu tan học, cười tủng tỉm mời nàng đến văn phòng, xuất ra trân tàn lá trà, cho nàng vọt lên một chén hương thanh vị thuần long tỉnh. Ngồi một chút ngồi, đứng đấy làm gì? Ta chỗ này không có thứ gì tốt chiêu đãi, liền trà này, hương vị còn có thể. Từ Tùy Châu vừa vặn có chuyện tìm hiệu trưởng, cũng không có già mồm, tiếp nhận chén trà nói. Hiệu trưởng, tuyển chọn tái nhân thời gian nguyên nhân, trang phục chuẩn bị tương đối vội vàng. Trận chung kết còn như vậy sợ rằng sẽ giảm điểm ấn tượng. Thừa dịp trận chung kết còn có đoạn thời gian nếu không làm theo yêu cầu mấy bộ áo quần diễn xuất Ngươi nói áo quần diễn xuất làm sao dạng Trì hiệu trưởng không hiểu nếu như là ca hát khiêu vũ loại kia diễn thuyết tranh tài không thích hợp a không phải loại kia từ tùy Châu hỏi hiệu trưởng muốn Trương báo chí cũ tại trống không biên giới vẽ lên bộ hậu thế thường gặp đồ vét khoảng đồng phục học sinh thân trên là hai hạt trừ nhỏ Âu phục hạ thân Nam sinh là quần Tây nữ sinh là đến gối váy ngắn, bên trong phối hợp áo sơ mi trắng, hồng lĩnh kết, sau khi mặc vào thỏa thỏa biến thân thân sĩ thuộc nữ. Ta biết trường học kinh phí có hạn, tranh tài cũng không phải người nào đều tham gia, bởi vậy trước tiên có thể làm theo yêu cầu mấy bộ, ngực theo lên trường học chúng ta huy hiệu trường, gặp chính quy tranh tài hết thảy mặt bộ này, qua mấy lần, không cần ngươi mở miệng giới thiệu, chỉ cần mặc cái này thân trang phục lên đài, mọi người liền đều biết là trung học hạp loan học sinh trì hiệu trưởng cảm thấy có đạo lý đây chính là hình tượng học sinh mặc mình trường học thiết kế âu phục lên đài tranh tài dù là không có thưởng điểm ấn tượng tóm lại sẽ không kém qua mấy lần ai còn không biết trấn hạp loan bên trong mà lại y phục này thiết kế đến hoàn toàn chính xác đẹp mắt chờ sau này kinh phí đầy đủ đồng phục toàn bộ đổi thành một bộ này hắn cũng nguyện ý hiệu trưởng vung tay lên chuẩn được việc này giao cho ngươi ta cái này cho ngươi phê điều tử, bất quá cái này quần áo chất vải chưa chắc tiện nghi, muốn thực sự không được, trước làm theo yêu cầu ba bộ đi, đem trước mắt trận chung kết vượt qua đi lại nói. Đi. Từ Tùy Châu không có ý kiến, nàng dự tính ban đầu vốn chính là giải quyết trận chung kết trang phục. Buổi sáng không có lớp, nàng chuẩn bị sớm đi. Dù sao hiệu trưởng biết lai lịch của nàng, không chỉ có không có ngăn đón, còn cười híp mắt thúc nàng mau trở lại, vui sướng phất phất tay đi đem đi thôi, đừng bị đói sữa búp bê. Từ Tùy Châu Gừng càng già càng cay, cái này đều không thể gạt được ngài. Bánh bao nhỏ tối hôm qua ngủ một giấc đến phong phú, lúc này đi đón hắn, lại còn tỉnh dậy, tinh thần dịch dịch đạp ngó sen tiếp nhỏ chân vung nhỏ thịt cánh tay, không giống thường ngày như thế ngao ngao hô đói. Chu Lê Hoa nửa đường cho hắn đổi một lần tả, ngồi tại mép giường đùa hắn. Gặp từ Tùy Châu tới đón, cười nói. Đứa nhỏ này thật sự là tốt mang, tỉnh dậy cũng không khóc náo. Từ Tùy Châu nghe vậy ngăn không được cười, khóe miệng phun hiện hai cái thanh cạn lúng đồng tiền, phản phất khen không phải tiểu khả ái mà là nàng. Nhìn hắn không đói bụng, ta liền không có cho hắn ăn, ấn ngươi nói, cho hắn ăn uống hai lần nước. Cảm ơn bà bà. Trên giường vẫn chơi đến rất cao hứng bánh bao nhỏ, nghe được từ Tùy Châu thanh âm, lập tức quay đầu, chân không đạp, cánh tay không vung miệng bên trong ừ làm lấy kình tựa như muốn từ tùy châu ôm. Thật là một cái nhân tinh. Chu Lê Hoa híp mắt cười khen nói, nhỏ như vậy liền nhận nương, lớn lên nhất định thông minh. Từ tùy châu ôm lấy đâu đâu, cùng Chu Lê Hoa rảnh rỗi vài câu, về nhà cho bú đi. Cho ăn no bánh bao nhỏ, nàng cho mình nấu một chung già lửa hầm ba ba. Ba ba là nàng cô phụ ngày chủ nhật lúc nghỉ ngơi chọn muối thô, hàng hải sản đi lệ sơn thôn tìm người quen đổi chính tông núi đầm ba ba. Có thế đổi đến về sau, nàng cô lại chỉ cần ba ba xác, đầu ba ba, ngại thịt đùi quá tinh lớn tuổi không cắn nổi. Bốn đầu ba ba chân tính cả ba ba thân thịt, bị giao phay một chặt thành hai, một nửa cho nàng, một nửa cho ca tẩu. Dăm bông là ăn tết lúc hung, ăn đến bây giờ còn còn lại một điều nhỏ, cắt một liễu cho từ tùy châu, nói cùng già ba ba hầm lấy ăn thuốc sữa. Từ tùy châu uống vào thuần hương ngon miệng và lửa hầm ba ba canh, trong lòng ấm áp. Cô cùng cô phụ đãi nàng tốt như vậy, cái nào có ý tốt an tâm lý thụ lấy. Vừa vặn, hôm nay được 100 khối tiền thưởng, dứt khoát cho cô cùng cô phụ cắt một thân quần áo mới. Bảo bối muốn hay không đi trên đường đi dạo a, chúng ta cho bà cô, cô công đi cắt kiện quần áo mới. A. À, muốn đi nha. Tốt, ma ôm ngươi chúng ta hiện tại liền đi. Đi dạo xong trở về cho ngươi thêm đi lê hoa nhà mẹ chồng. Cứ việc chuyển đến trên trấn không ít thời gian, nhưng ôm bánh bao nhỏ dạo phố hay là lần đầu. Từ tùy châu mặc dù lần đầu đương mẹ, nhưng đời trước bên người có mấy cái làm mẹ khuê mật, gặp mặt không thể thiếu đàm chút nuôi trẻ trải qua, không ít nuôi trẻ tri thức đều là từ khi đó tích lũy. Thí dụ như sữa qua nhi lúc cần phải thỉnh thoảng phơi nắng mặt trời, phơi nắng cái mông nhỏ bàn chân nhỏ chúng ta ra ngoài phơi nắng, tấm thảm liền không bọc a. À. Từ tùy châu rút mất bao bị, lộ ra bánh bao nhỏ non nớt bàn chân, lỏng lẹt chụp vào sông vải bông bít tất, cùng rộng rãi thu quần thắt ở cùng một chỗ, để hắn hảo hảo linh hoạt linh hoạt. Bánh bao nhỏ không có bao bị trói buộc, tựa như thật cao hứng, cánh tay phất phất, bắp chân đạp đạp, hổ phách đôi mắt to xinh đẹp, nhìn thấy từ tùy châu ừ nha nha cầu ôm một cái. Ôm một cái ôm. Ma ma cái này ôm ngươi ta trước tiên đem nước tiểu không ẩm ướt mặt vào từ tùy châu lưu loát rút mất cái tả thay đổi tinh tế bài pp bông vải nước tiểu không ẩm ướt nhẹ nhàng vỗ bánh bao nhỏ cái mông cười nói nhẹ nhàng thoải mái có phải hay không rất dễ chịu a à, đi dạo phố đi đi muốn ra cửa nhìn thấy bên ngoài sáng loáng ngày từ tùy châu sờ sờ bánh bao nhỏ tế nhuyễn tóc giống như ngày có chút lớn a à, ma ma cho ngươi tìm cái mũ mang nàng cô lấy ra không ít tráng tráng khi còn bé mặt còn lại quần lót vớ dày, bên trong có đỉnh tắm đến như nhũng ra vải bông nón nhỏ, giờ phút này cho bánh bao nhỏ đeo lên vừa vặn. Tốt, lần này mặt trời không đã thương được nhà ta bảo bối mặt. Từ tùy châu càng xem nhi tử càng đáng yêu, nhịn không được hôn bánh bao nhỏ một ngụm. Bánh bao nhỏ nháy manh manh mắt to, nhếch miệng hướng từ tùy châu cười, cười đến nàng một trái tim đều muốn hóa. Cái này không thể được đáng yêu quá phạm quy, con trai nhỏ. Trấn Hạp Loan không lớn, một đầu phố dài nối ngang Đông Tây, chiều dài bất quá hai ba trăm mét. Đông Nhai là phố cũ, sát đường cửa hàng đều là ở đổi, phần lớn bán chút ăn uống, giống quán rau cũ, thịt bày, cá ngăn, bữa sáng trải, điểm tâm trải các loại, đương nhiên cũng bán ngũ kim, tạp hóa, văn phòng phẩm. Tây Nhai là những năm 80 trung kỳ mới tạo, tạo tốt về sau, bưu cục, hợp tác xã đều chuyển đến nơi này. Phía đông phố cũ đồng dạng số buổi sáng náo nhiệt nhất, buổi trưa thoáng qua một cái cơ bản không nhân khí, ngoại trừ ngũ kim, văn phòng phẩm cái này cửa hàng còn y nguyên căng cứng lên mở ra, bán ăn uống bày trải cơ hồ đều đóng cửa. Trừ phi nhà ai chuẩn bị tiệc thọ yến, cần làm theo yêu cầu 100 cái đào mừng thọ bao các loại, chủ quán kia sẽ còn mở ra cửa tiệm bận rộn. Tây thủ phố mới thì toàn bộ ngày mở ra bưu cục không cần phải nói, thỏa thỏa nhỏ công ăn việc làm ổn định, bận biệu thông thả đều có thể cầm tiền lương. Trước kia mua bán xã diễn biến mà đến hợp tác xã, lúc này vẫn là tập thể chế, bán mặc dù là dầu muối tương giấm, khăn mặt giấy nháp chờ nhỏ tạp hóa, nhưng người bán hàng cái này cương vị tại trên trấn cũng coi là tương đối ăn ngon. Con mới sinh xương cốt mềm, còn không thể dựng thẳng lên đến ôm, nhưng ôm ngang bánh bao nhỏ không vui, bởi vì không nhìn thấy cảnh thế là đành phải hơi nâng lên chống đỡ tiểu gia hỏa lưng cánh tay, mệt mỏi liền mệt mỏi chút đi, ai bảo nhi tử bảo bối từng ngày lớn lên, đối với ngoại giới càng ngày càng hiếu kỳ đâu. Chờ lại lớn lên chút, từ tùy châu suy nghĩ đem khoan dinh dưỡng điều thành xe đẩy hình thức, đẩy hắn ra đi dạo. Nhưng dưới mắt còn không được, chỉ dựa vào trong tay chút tiền ấy, giải thích không rõ xe đẩy lai lịch A. Chương 35 Vận khí cũng là thực lực một loại. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 35 Vận khí cũng là thực lực một loại trên đường đi, từ tùy châu mặc kệ bánh bao nhỏ phải chăng nghe hiểu được, gặp được mới lạ đều sẽ chỉ cho hắn nhìn, nói cho hắn nghe. Yếm, kia là bưu cục, lục sắc kia là hồng thư, chúng ta viết thư nhét vào hồng thư, bưu cục thúc thúc A Di liền sẽ giúp chúng ta đem thư kiện mang đến địa phương muốn đi. Kia là lễ đường, có đôi khi cũng sẽ chiếu phim, giờ ngươi trưởng thành, mama ma dẫn ngươi đi xem phim. này, chúng ta muốn đi chính là nơi đó. dọc theo phủ kính rêu xanh đường lát đá, từ tùy châu ôm bánh bao nhỏ một đường chậm ung dung đi dạo đến hợp tác xã. hợp tác xã sát vách chính là tiệm vải, trong tiệm thường trú lấy một lão thợ may, chỉ cần tại trong tiệm mua vải vóc, ít hoa một nửa tiền liền có thể mời lão thợ may làm thành y phục. từ tùy châu đi vào tiệm vải, nhìn thấy treo đầy một mặt tường dạng vải. Nhìn không được kéo ra khóe miệng. Thế nào cứ như vậy mấy khoản vải vóc A, nguyên bản định cho cô cô cùng cô phụ một người làm kiện đâu áo khoác, nhưng vải nỉ liệu tất cả liền hai loại hoa sắc, không phải thâm tàn thanh chính là tiên diễm đỏ chót, cái này để người ta làm sao chọn A. Làm sao biết, đầu năm nay ngoại trừ kết hôn, người bình thường ai sẽ kéo chết quý chết quý đây này tử liệu may sim IA A, màu đỏ là tân nương tử cắt cưới phục, xanh đen là tân lang quan các kiểu áo tôn trung sơn. Ơ, ờ, cái này nhà ai mập mạp tiểu tử A, dáng dấp thật là tuấn. Chủ cửa hàng là cái 40 tuổi ra mặt nữ nhân, vậy lấy tạp về sát tay từ sau ở giữa đi tới, nhìn thấy từ tùy châu ngước cổ nhìn cách vải, cũng không nóng nảy làm ăn, mà là khơi dậy từ tùy châu trong ngực bánh bao nhỏ. Thật sự là tuấn A, bạch bạch nộn nộn, tương lai chuẩn là đẹp trai tiểu tử. Lớn bao nhiêu? Ba tháng có sao? Từ tùy châu một mặt kiêu ngạo mà trả lời hai tháng còn kém một tuần lễ, kia nuôi phải là thật tốt. Chủ cửa hàng hâm mộ nói, ta tiểu muội tháng trước cũng vừa sinh lão nhị, hoàn toàn không thể cùng nhà ngươi so. Bình thường đều uống sữa a, à, nhìn cái này không hào phóng, thịt hồ hồ thật tốt sờ. Khen bánh bao nhỏ một phen, ngược lại hỏi Từ Tùy Châu, ta nhìn mặt ngươi rất mới, là nhà nào cô vợ trẻ a, à, hài tử lớn như vậy ta thế mà còn không biết. Từ Tùy Châu cười cười nói không phải nhà ai, là phía dưới làng chài, ta tháng này mới đến trong trấn đi làm, vừa đi vừa về không tiện, liền thuê lại tại trên trấn. Khó trách. Chủ cửa hàng hiểu rõ cười nói, ta còn nói cái này trên trấn không có ta kẻ không quen biết. Đúng, ngươi là đến mua bày A, đơn kéo vải vóc vẫn là phải may sim y. Từ tùy châu đối cái này một mặt tường không phải xanh đỏ lòe loẹt chính là ngầm không rét đậm vải vóc thực sự không có chút hứng thú nào, nghĩ nghĩ nói, ta chính là đến hỏi một chút, trong nhà mang tới vải dạ, các ngươi chỗ này làm áo khoác muốn bao nhiêu tiền. Khi có chút quý, vải nỉ liệu khó cắt, còn muốn bỏng AF, một kiện chí ít 15 khối. Xác thực quý. 100 khối tiền thưởng, bố liên tiếp mang cắt, liền đủ làm một kiện vải nỉ liệu đông áo khoác. Từ tùy châu trong lòng thở dài. Xem ra, vẫn là phải nghĩ biện pháp giải điểm thu nhập thêm. Chỉ dựa vào mỗi tháng 70 khối chết tiền lương, mua kiện đâu áo khoác đều không đủ đã tiền trên người còn chưa đủ làm hai kiện đâu áo khoác dứt khoát chờ một chút tháng sau không phải muốn dẫn học sinh đi tỉnh thành trận chung kết sao đến lúc đó hỏi tài vụ dự chi chút tiền lương đi tỉnh thành tiệm vải dạo chơi không chừng có thế mua được làm cho lòng người nước màu sắc đâu bất quá học sinh diễn thuyết xuyên trang phục ngược lại là có thể ở chỗ này giải quyết lão bản nương nguyên liệu đó tử giá cả bao nhiêu Ta muốn làm ba bộ đồ vét, ngươi cũng không thể báo hư giá a. À. Từ Tùy Châu chỉ vào kia cuộn xanh đen sắc mảnh vải bông hỏi. Ánh mắt của ngươi thật là tốt, đừng nhìn khối này tài năng ngầm thu thu, lại là ta bán những này tài năng bên trong tốt nhất. Len sợi nha, ta hiểu được. Từ Tùy Châu gật gật đầu. Chủ cửa hàng gặp nàng một bộ hiểu công việc dáng vẻ, nơi nào còn dám báo cáo láo giá cả, trực tiếp mở cái giá thấp nhất từ tùy châu âm thầm gật đầu, giá tiền này tại dự tính của nàng bên trong. Được, ta trước làm theo yêu cầu ba bộ, về sau lượng nhiều còn xin lão bản nương lại cho ta ưu đãi điểm. Từ tùy châu một tay ôm em bé, một tay vù vù tại chủ cửa hàng cung cấp bản mẫu trên giấy vẽ lên hai bộ đồ vét ra. Nam khoảng bên trên Âu Phục, hạ quần Tây, nữ khoảng bên trên Âu Phục, váy dưới tử, váy là váy xếp nếp. Lớn nhỏ lời nói, từ tùy châu hồi tưởng một chút điền tiểu tuyết, Trần Văn Quân, lâm lỗi ba người thân cao, ấn bọn hắn kích thước lại phóng đại nửa tắc. Đầu năm nay học sinh cấp 3, nhất là hương trấn trung học, có rất ít mập mạp, có thế ăn no cũng rất tốt, nơi nào sẽ dinh dưỡng quá thừa. Cốt nghiệp ban cái kia tên hiệu mập mạp học sinh, cũng liền nhân cao mã đại một chút, tuyệt không phải hậu thế loại kia đi cái đường đều muốn thở ba thở thật mập mạp. Bởi vậy phóng đại nửa tất về sau, chỉ cần không phải quá thấp cơ bản đều có thể nhét đi vào. Trước như vậy đi, ai bảo trường học kinh phí có hạn đâu? Lão bản nương, sẽ giúp ta kéo hai thước hồng miên vải. Đây là làm nơ dùng. Cái đồ chơi này đơn giản, cũng không nhọc đến phiền lão thợ may. Từ tùy châu về nhà dùng cái kéo, kim khâu liền có thể giải quyết. Giải quyết chính sự, Từ Tùy Châu xem xét lúc nghỉ trưa ở giữa không nhiều lắm, tranh thủ thời gian cáo từ về nhà bánh bao nhỏ ra ngoài tản bộ một chuyến, rốt cục buồn ngủ, hoặc đầu còn lớn hơn miệng miệng lớn nuốt sữa, múc đến đằng sau thế mà đánh lấy nhỏ ngủ ngáy lấy. Từ tùy châu nắm chặt thời gian dựa vào đầu giường đánh cái ngủ gật, tỉnh lại vừa vặn đồng hồ báo thức vang. Thu thập một chút, ông đang ngủ say bánh bao nhỏ đi tuần hoa lê nhà, sau đó thẳng đến trường học. Phòng hiệu trưởng cổng vây quanh một nhóm người, trách trách hô hô tranh luận cái gì. Nàng tò mò nhìn mấy lần, bước chân cũng không dừng lại lưu, nàng cũng không có dự định tiến lên tham gia náo nhiệt, lên lớp quan trọng. Chen trong đám người tuần hiểu lộ dương mắt ngắm đến nàng, chỉ về phía nàng hô to. Từ lão sư đến rồi. Các ngươi tìm từ lão sư nói rõ lý lẽ đi. Chuyện này vẫn luôn là nàng phụ trách. Tìm ta. Chuyện gì a? À? Từ tùy châu một mặt mộng bức. Từ lão sư, hai vị này là lớp 12 bang ba điền phương phương gia trưởng, lần này anh ngữ diễn thuyết tranh tài tuyển chọn, Điền Phương Phương bởi vì trong nhà có việc xin phép nghỉ không đến, bỏ qua, nhưng nàng anh ngữ thành tích luôn luôn là trong lớp gần phía trước, năm ngoái cuối kỳ thi so Điền Tiểu Tuyết muốn tốt. Phòng giáo dục lý lão sư kéo qua từ Tùy Châu, nhỏ giọng nói, lần này trường học của chúng ta tại anh ngữ diễn thuyết tuyển chọn thi đấu lên được hạng nhất, trường học cho ba học sinh một người phát 20 khối tiền thưởng, xong còn muốn đại biểu toàn huyện đi tỉnh thành trận chung kết, nghe nói ba hạng đầu thi đại học có hy vọng thêm điểm, Điền Phương Phương cảm thấy không công bằng, mang theo người trong nhà đến náo, yêu cầu triệt tiêu Điền Tiểu Tuyết tư cách, đổi nàng đi tỉnh thành trận. Chung kết Từ Tùy Châu nghe xong còn có cái gì không hiểu, ghen ghét chứ sao? Liếc mắt nhìn chầm chầm trốn ở người nhà phía sau Điền Phương Phương, ngữ khí lạnh nhạt nói. Mặc kệ nguyên nhân gì, bỏ qua chính là bỏ qua. Chẳng lẽ về sau thi đại học, bởi vì gia sự bỏ lỡ khảo thí, quay đầu cũng đi bộ giáo dục tranh cãi muốn thi lại hoặc là đổi điểm số sao. Cái này đối ngươi tới nói có lẽ công bằng, khả năng khác hắn thí sinh tới nói đâu. Chẳng lẽ lại vì ngươi một cái lại muốn để những học sinh khác tao ngộ bất công. Huống chi, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Bỏ lỡ cơ hội không có tuyển chọn, vậy liền tỉnh lại tại sao mình lại bỏ lỡ, náo chút loạn thất bát tao làm gì. Thật có lỗi, ta còn có lớp, tha thứ không phụng bồi. Nói xong, không để ý Điền Phương Phương nhà làm sao cái biểu lộ, hướng đám người gật gật đầu, vội vàng tiến đến phòng học đi học. Nói rất hợp quá tốt rồi. Nếu không phải bận tâm học sinh gia trưởng còn tại trận, trẻ hiệu trưởng thật muốn dẫn đầu cho nàng vỗ tay. Tác giả cảm nghĩ tịch trinh đề cử tám ngựa sách mới, thượng thư đại nhân dễ gãy eo. Kiếp trước, tạ nguyên nương đoạt tỷ tỷ hôn sự, xuống dốc đến cái kết cục tốt đời này nàng muốn lợi dụng trùng sinh cái này kim thủ chỉ từ nhỏ gia đình tìm, tìm lực, liên tục gặp biến cố, đều là tỷ tỷ thủ bút. Tại thứ N lần việc hôn nhân bị phá hư về sau, tạ nguyên nương hai tay chống nạnh, chửi ầm lên, tạ văn huệ, ngươi cái xẹp tôn. Như là, tạ văn huệ cái thằng này cũng trùng sinh. Tỷ muội hai người một cái dựng đài một cái phá, làm khí thế ngất trời. Bên này tạ nguyên nương đối tương lai thủ phụ mị nhãn bay loạn. Bên kia tạ văn huệ cắn răng nghiến lợi nhắc nhở. Đó là ngươi nhị thúc. Tạ nguyên nương đại ngôn bất tàm nói. Đời trước. Chương 36. Tốt một đóa ngụy bạch liên. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 36. Tốt một đóa ngụy bạch liên điền phương phương nương khí đến lỗ mũi phun lửa, đuổi theo hiệu trưởng trì nhất định phải lấy thuyết pháp. Ta mặc kệ nhà chúng ta phương phương anh ngữ thành tích luôn luôn so lão tam nhà tốt năm ngoái cuối kỳ thi vẫn là lớp học hạng ba đâu dựa vào cái gì tranh tài tuyển điền tiểu tuyết không chọn nhà chúng ta phương phương đại tẩu điền tiểu tuyết nương nghe hỏi đuổi tới mắt đỏ vành mắt dựa vào lý lẽ biện luận ngươi không phải liền là đỏ mắt nhà ta tiểu tuyết được 20 khối tiền thưởng sao ta cho ngươi ta cho ngươi còn không được a à, nhưng tư cách tranh tài là tiểu tuyết là nàng dậy sớm sờ soạn đau khổ luyện tập tranh thủ tới, ngươi không có quyền lợi để nàng từ bỏ. Cái rắm cái không có quyền lợi. Nếu không phải ngày đó nhà ta phương phương xin phép nghĩ không đến, cái nào đến phiên nhà ngươi xuống nha đầu. Điền phương phương nương chống nạnh reo lên, ngươi cho rằng đi tỉnh thành trận chung kết chỗ tốt liền 20 khối sao. Làm ngươi ngốc vẫn là ta khờ. Được được được. Ta không muốn kia 20 khối, coi như ta đưa ngươi, nhưng trận chung kết tư cách nhất định phải đổi ta nhà phương phương hiệu trưởng trì nghe được giận không kèm được đủ rồi hết thảy câm miệng cho ta cái gì đổi hay không tuyển chọn người kế tục là lão sư quyền lợi tuyển chọn học sinh mình không chịu thua kém không có tuyển chọn lần sau cố gắng nói với các ngươi rõ ràng như vậy còn ở lại chỗ này mà quấy nhiễu không rõ nghĩ quấy nhiễu về nhà quấy đi đừng ngăn ở trong trường học hiệu trưởng điền phương phương nương còn muốn nói điều gì bị điền phương phương giật một chút ống tay áo mẹ được rồi tiểu tuyết yêu đến liền để nàng đi thôi dù sao cũng thế là cho trường học làm vẻ vang hiệu trưởng thật xin lỗi là mẹ ta quá vọng động rồi điền phương phương lúc nói khóe mắt trưng trưng cắn môi cực lực chịu đựng không cho nước mắt đến rơi xuống cổ này yếu đuối cảm giác lập tức khơi dậy ở đây nam lão sư ý muốn bảo hộ nhao nhao khuyên nhủ. Điền Phương Phương, trận đấu này bỏ qua không sao, nghe nói học kỳ sau còn có đây này, đến lúc đó khẳng định cho ngươi đi. Chính là A, à, từ lão sư dù sao cũng là mới tới, không hiểu rõ ngươi trước kia thành tích, chờ qua trận quen thuộc liền tốt, ngươi thế nhưng là lớp 12 đoạn người nổi bật. Hiệu trưởng nghe được đau răng, trừng bọn hắn một chút, nghiêm mặt nói. Từ lão sư nói không sai, nếu là đại biểu trường học dự thi, vậy liền hẳn là chăm chú tuyển chọn mà không phải tùy ý chọn mấy cái học sinh đi tranh tài dạng này cũng không công bằng cũng không hợp lý từ nay về sau trường học của chúng ta tuyển chọn hết thảy theo từ lão sư phương pháp tới nói bóng gió sau này bất luận cái gì thi đua đừng có lại xuất hiện những năm qua tùy ý chọn mấy cái thích học sinh đi qua loa tình trạng hết thảy đường đường chính chính tuyển chọn phụ đạo dự thi có lẽ còn có thể lại nâng cái thưởng trở về hay Điền Phương Phương nói chuyện Nam lão sư cứ việc cảm thấy hiệu trưởng có đánh bọn hắn mặt hoài nghi, nhưng dù sao cũng là hiệu trưởng, trong lòng không phục cũng chỉ có thể kìm nén, ai đi đường nấy. Lưu lại Điền Phương Phương một nhà y nguyên cùng Điền Tiểu Tuyết phụ mẫu dằn co. Điền Tiểu Tuyết phụ mẫu nghe hiệu trưởng nói như vậy, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn thật lo lắng lão đại một nhà náo đi cha mẹ kia. Cha mẹ nhất quán đau lão đại liên đối lão đại nhà hài tử cũng so cái khác hai nhà càng được sủng ái. Vạn nhất hai già đau phương phương, cứng rắn muốn tiểu tuyết nhường ra tư cách tranh tài làm sao bây giờ. May mà từ lão sư cùng hiệu trưởng bỏ đi trong lòng bọn họ vẻ u sầu. Tuyển chọn là mới tới từ lão sư định, liền ngay cả hiệu trưởng đều đứng tại nàng bên kia. Điền phương phương là cái thá gì? Nói rút lui liền rút lui, nói đổi liền đổi sao? Bọn hắn yên tâm, điền phương phương một nhà lại tức giận đến giận sôi lên nhưng hiệu trưởng đem lời đặt xuống nơi này ngoại trừ mắng chửi người cho hả giận còn có thể sao thế tiếp tục náo loạn trường học để điền phương phương thu thập túi sách đuổi nàng về nhà làm sao bây giờ phương phương ngươi tranh khẩu khí cuối kỳ thi thi lại cái thành tích tốt để có ít người mở to hai mắt hảo hảo nhìn một cái chỉ bằng mấy ngày ngắn ngủi phụ đạo thành tích còn có thể bay lên trời đi không được Điền Phương Phương buồn bã yểu xìu lên tiếng. Trong lòng ngầm bực cha mẹ vụng về, một vị biết triệt tiêu đường muội tư cách, đổi mình bên trên, liền không thể thuyết phục hiệu trưởng để từ lão sư lần nữa tiến hành tuyển chọn nha. Nàng có lòng tin, một lần nữa tuyển chọn, từ lão sư nhất định sẽ tuyển mình mà không phải điền tiểu tuyết cái kia xuống nha đầu. Nhưng mà trải qua cha mẹ nàng cái này nháo trò, hiệu trưởng chỗ nào sẽ còn đáp ứng. Lần này chỉ có thể tiện nghi kia xuống nha đầu đều tại các ngươi. Tiểu cửu kết hôn không phải gọi ta đi hỗ trợ, nhà bà ngoại nhiều như vậy thân thích, làm gì không phải gọi ta đi. Điền Phương Phương thật hối hận ngày đó xin nghỉ. Cũng hối hận sau khi trở lại trường nghe nói diễn thuyết tranh tài sự tình không có kịp thời tìm từ lão sư. Đi tìm, danh ngạch không chừng chính là nàng. Điền tiểu tuyết ngữ văn vẫn được, anh ngữ từ trước đến nay không có nàng tốt. Nhưng khi đó nàng cảm thấy loại này tranh tài đi cũng là đi không, ngược lại còn mất mặt bởi vậy không có coi ra gì ai ngờ vậy mà cầm thưởng vẫn là hạng nhất đáng tiếc hiện tại hối hận cũng không kịp ngươi cái nha đầu chết tiệt kia ngươi tiểu cửu cưới lão bà gọi ngươi đi hỗ trợ không phải hẳn là đón người mới đến nương tử trả lại cho ngươi nhét bao tiền lì xì đâu điền phương phương nương khí đến đưa tay muốn đánh nàng đúng rồi kia hồng bao đâu bên trong tối thiểu có hai khối tiền a không có điền phương phương lắc đầu một cái ta đi học các ngươi mau về nhà đừng tại đây mất mặt xấu hổ ngươi cái nha đầu chết tiệt kia quay đầu nhớ kỹ đem hồng bao cho ta từ tùy châu cảm thấy đi cứ việc mình chỉ là cái anh ngữ lão sư nhưng đã gặp được loại tình huống này có cần phải cho học sinh hảo hảo bên trên một đường nghỉ phẩm khóa đương nhiên Nàng không có khả năng giống tư tưởng phẩm đức khóa lão sư như thế thao thao bất tuyệt nói lên nguyên một tiết khóa, mà là chiếm dụng lớp học 15 phút, cầm điền tiểu tuyết cái này ví dụ, để học sinh mượn nhờ từ điển, dùng anh ngữ nói chuyện cái gì gọi là công bằng, cái gì gọi là thực lực chân chính. Cuối cùng nàng tổng kết. Các bạn học, một người vận khí thường thường cùng tư duy quen thuộc cùng phương thức hành động mật thiết tương quan, cũng chính là chúng ta bình thường nói, tính cách quyết định vận mệnh đương nhiên, còn cùng có được trí lực trình độ, tri thức trình độ tương quan, tức tri thức cải biến vận mệnh. bỏ lỡ kỳ ngộ, tao ngộ ngăn trở lúc, không muốn chỉ đem ánh mắt quan tại người khác hảo vận và trôi chảy bên trên, còn muốn xem kỹ bản thân, ngăn trở bên trong không ngừng tổng kết lĩnh ngộ, nghịch cảnh bên trong không xem thường từ bỏ, có lẽ kế tiếp may mắn chính là ngươi. Các học sinh nghe được say sưa ngon lành cho đến tiếng chuông tan học gõ còn đắm chìm trong từ tùy châu rõ ràng anh ngữ bên trong. Cá biệt cùng Điền Phương Phương giao tình tốt nữ học sinh, đằng trước nghe Điền Phương Phương lời nói của một bên, đối Điền Tiểu Tuyết rất có phê bình kính đáo, thu làm việc còn đặt địa lách qua nàng. Cái này tiết khóa bên trên xong, một cách tự nhiên tiêu trừ kia phần địch ý. Tuổi dậy thì nữ sinh, mạnh miệng tính tình bướng bỉnh, nhưng tâm địa chưa hẳn thật liền rất cứng, tan học còn giúp lấy Điền Tiểu Tuyết làm trực nhật duy nhất có khúc mắt, chỉ sợ cũng số điền phương phương. Nhưng nàng lại oán hận đều vô dụng, từ tùy châu không ăn nàng bộ kia. Người bên ngoài tổng kết không ra điền phương phương tính cách, chỉ cảm thấy cô nương này khi thì yếu đuối, khi thì kiên cường, khi thì lại tâm tư khó lường cực kỳ. Đến từ 30 năm sau từ tùy châu còn có thể không rõ ràng, không phải liền là một đóa tâm cơ biểu ngụy bạch liên sao. Các lão sư khác xem ở Điền Phương Phương thành tích tốt phân thượng nguyện ý chiều theo nàng, dung túng nàng từ tùy châu lại không muốn nuông chiều dù sao nàng không phải chủ nhiệm lớp dạy tốt anh ngữ cái từ khóa này liền vạn sự đại cát không cầu toàn thể học sinh đều thích nàng nàng cũng không phải nhân dân tệ còn trông cậy vào mỗi người đều thích nàng bất quá bởi như vậy ngược lại là thu hoạch ngoài ý muốn một nhóm đau đầu hảo cảm tác giả cảm nghĩ tịch trinh đề cử hảo hữu lăng sách bạch sách mới tận thế pháo hôi nuôi em bé ký không cẩn thận mặt thành nhân vật phản diện mẹ ruột, nhìn ta như thế nào trở thành nhân sinh bên thắng. Thích tận thế văn hôn hôn có thể đi nhìn xem APS. Hôm nay sẽ có tăng thêm, A bao lớn nhà, du ba, du. Chương 37 Đi câu cá thôi. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 37 Đi câu cá thôi. Dứt bỏ điểm cao trúng tuyển trọng điểm trường học hoặc là thí nghiệm ban không nói, phổ thông trường học cấp 2, cấp 3 phòng học, có cái đại đồng tiểu dị hiện tượng, đó chính là lớp hàng cuối cùng chỗ ngồi, thường thường là đau đầu địa bàn. Trong trấn ba cái tốt nghiệp bang cũng như là những học sinh này trải qua chuyện này, nhận định từ Tùy Châu không giống các lão sư khác. Trước kia tiếp xúc lão sư, cái nào không phải lấy học sinh thành tích đến đàm yêu thích. Trong lớp cán bộ, cuối kỳ ba hảo hảo vĩnh viễn là thành tích tốt học sinh trúng tuyển, lớp cửa sổ pha lê phá, thùng rác hỏng, điều cây chổi tảng thì hơi một tí phê bình đến bọn hắn trên đầu, thật thật tổn thương thấu lòng của bọn hắn. Tuổi dậy thì thiếu niên vốn là dễ dàng pha lê tâm, một tới hai đi, đối lão sư cũng liền không có hảo cảm. Chuyện lần này, bọn hắn đã nhìn ra, từ lão sư không phải là người như thế. Thế là, thứ bảy xong tiết học, Vây quanh thu thập giáo án chuẩn bị đi từ tùy châu, mời nàng này chủ nhật cùng đi nấu cơm giả ngoại từ Tùy Châu mười phần ngoài ý muốn, có rất ít học sinh đi ra ngoài chơi còn mang lão sư, bình thường không đều trốn tránh lão sư còn đến không kịp sao. Nàng đây coi là không tính là ngoài định mức ưu đãi Chỉ là, đều lớp 12, còn đi nấu cơm giả ngoại, gia trưởng các ngươi sẽ không nói sao. Sẽ không rồi từ lão sư, chúng ta cũng không phải mỗi ngày đi, cái này học kỳ vẫn là lần đầu hẹn. Huống chi vịnh thanh thủy gần như vậy, vừa đi vừa về không cần đến một ngày, Chúng ta buổi trưa xuất phát, 3 giờ chiều liền có thể trở về, chậm trễ không được học tập. Huống chi, bọn hắn những thành tích này kém, có học hay không thật không kém cái này nửa ngày công phu. Đúng, mà lại không phải lão sư ngươi nói sao? Học tập chủ yếu hơn chính là nắm giữ phương pháp, suốt ngày ngồi trong phòng học đọc sách, hiệu suất chưa chắc liền cao, tương phản, thích hợp hoạt động là vì tốt hơn vùi đầu vào học tập bên trong. Từ tùy Châu giật một cái khóe miệng, đây là nàng nói không sai. Nhưng lên lớp 45 phút cũng không gặp các ngươi hiệu suất cao A, đi chơi ngược lại là rất tích cực. Vịnh Thanh Thủy cách chỗ này xa sao? Nàng mặc đến không đến 2 tháng, còn không có thăm dò hoàn cảnh chung quanh. Không xa không xa, ngay tại nhỏ Vịnh Thôn phía dưới làng chài phụ cận, vượt qua chỗ ấy ngọn núi nhỏ có một mảnh bãi đá ngầm, mọc ra mấy cây hoang dại cây dừa, rất thích hợp nấu cơm giả ngoại. Ban ba ủy viên thể dục gấu oai hùng vừa nhắc tới sống phóng túng chậm rãi mà nói. Chúng ta thường xuyên đi chỗ đó chơi, cái này mùa cây dừa hương vị tốt nhất, chúng ta chuẩn bị đi đánh cây dừa, sau đó bắt chút tôm cá cua, lại mang lên ống trúc muộn cơm, từ lão sư người cùng chúng ta cùng đi chứ. Những người khác chúng ta bình thường đều không mời, nhìn ngươi người tốt, mới dẫn ngươi đi. Từ Tùy Châu Thật sự là cảm ơn các ngươi ưu ái như thế ta bất quá mặt đến nhanh hai tháng không phải mang bánh bao nhỏ chính là đi làm ngẫu nhiên đi lội huyện thành vẫn là chạy chính sự đi còn không có đứng đắn đi ra ngoài chơi qua đối với học sinh đi bờ biển nấu cơm giả ngoại đề nghị nói thật từ tùy châu vẫn rất động tâm vậy được các ngươi định thời gian ở giữa ta tại làng chài chỗ đường rẻ chờ các ngươi từ tùy châu đáp ứng cái này mời từ lão sư nhà ngươi là làng chài vậy dễ làm để vương đình đình cưỡi xe mang ngươi A, à, Vương Đình Đình chính là mập mạp muội muội, nàng niệm lớp 10, ngươi không biết không quan hệ, nàng nhận biết ngươi, nhưng sùng bái ngươi." Ủy viên thể dục tuần Đông Uy nói. "Tên hiệu mập mạp Vương Vĩnh Kiệt gật đầu phụ họa. "Đúng, em gái ta rất sùng bái từ lão sư ngươi. Nếu như biết ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau đi nấu cơm giả ngoại, nhất định cao hứng nhảy dựng lên." Cứ quyết định như vậy đi, ngày chủ nhật ta cùng Đình Đình tại làng chài đầu đường chờ ngươi mọi người hẹn xong thời gian, trong mong nóng trong ngày chủ nhật đến. Từ Tùy Châu thứ bảy giữa trưa tan việc, ông bánh bao nhỏ về cô nhà. Từ tú viện vừa lúc ở nhà. Cô, ngươi không có bắt đầu làm việc à? Buổi chiều tới một nhóm nói là tỉnh thành lãnh đạo đến khảo sát, sống không nhiều liền nghỉ. Ngươi cô phụ đi không được, cái kia cương vị phải tùy thời nhìn xem. Từ Tùy Châu nói, ông qua yếm. Ai nha chúng ta ngoan bảo trở về à nha. Một tuần lễ không thấy, có muốn hay không bà cô nha. Bà cô có thể nghỉ ngươi. Đến, cho bà cô hôn hôn. Từ tùy châu im lặng. Cô, ngươi còn nói ta người quen của hắn về sau dễ dàng chảy nước miếng, chính ngươi không phải cũng là. Nàng cô hoành nàng một chút. Ta đây là một tuần lễ không gặp nghỉ, mẹ con ngươi mỗi ngày cùng một chỗ, còn hơi một tí thân hắn, cái này có thể giống nhau sao? Từ Tùy Châu. Ngài là cô ngài lớn nhất. Nói không lại ngài. Bánh bao nhỏ có người mang, từ Tùy Châu vén tay áo lên dự định làm chút gì. Ngày mai cùng học sinh cùng đi nấu cơm giả ngoại, cũng không thể tay không đi cọ bọn hắn a. À. Chỉ là làm cái gì tốt đâu. Thấy được nàng cô nuôi dưỡng ở trong thùng nước cá trắm cỏ, nói là đi lệ sơn thôn đổi, hầm đậu hũ canh chuyên cho nàng thúc sữa, lúc này vớt ra làm một nồi cá viên. Nàng cô toàn bộ hành trình nhìn xem đến, mừng rỡ lại buồn bực. Tùy tùy, ngươi thế mà lại làm cá viên, lúc nào biết cái này. Từ tùy châu mặt không đổi sắc. A, à, thời điểm ở trường học, cùng một cái quê quán thâm thành lão sư học. Khó trách thủ pháp như thế địa đạo. Sao bà ngươi làm xinh đẹp hơn? Ta nếm một ngụm. Từng. Hương vị tốt. Đã tươi lại non, hoàn toàn ăn không ra cá trắm cỏ bản thân tanh. Từ tú viện không chút nào keo kiệt cho chất nữ một cái ngón tay cái. Từ tùy châu đem cá viên chia hai phần, nhiều kia phần mang đến cho học sinh chia sẻ, ít kia phần ước chừng tầm 10 khỏa, lưu cho cô cô, cô phụ. Từ tú viện khoát tay nói. Không cần không cần, ta và ngươi cô phụ ở nhà, tùy tiện ăn một chút liền giải quyết, ngươi thật vất vả làm ra, đều mang lên đều mang lên. Cô, các ngươi nếu không ăn vậy ta một viên đều không mang con cá này vẫn là ngươi mua đâu bướng bỉnh nha đầu cái này tính tình thật cùng ngươi cha một bộ đức hạnh từ tú viện không lay chuyển được chất nữ cười mắng nhưng ngoài miệng mắng trong lòng lại nói không ra cao hứng chất nữ từ sinh em bé về sau so trước kia sáng sủa rất nhiều cũng càng thông cảm người có thể thấy được đúng là lớn rồi a đệ a à người dưới suối vàng có biết có thể yên tâm sáng ngày thứ hai đến ước định thời gian từ tùy châu nghiên đeo cái màu xanh quân đội túi sách cùng trang phục phòng hộ giọng cao bồi áo khoác nhỏ vẫn rất dựng trong bọc ngoại trừ bánh bao nhỏ vây túi đựng nước bình sữa các loại còn có bộ kia rút thưởng rút đến nhiều chức năng cần câu không phải đi bãi đá ngầm bên bãi biển sao nhàn đến không có chuyện còn có thế câu câu cá kiểm nghiệm kiểm nghiệm cái này hải lam tinh được hoan nghênh nhất nhiều chức năng cần câu đến cùng đến cỡ nào cao đại thượng. Đương nhiên, hai tay cũng không có nhàn rỗi, một tay ôm bánh bao nhỏ, một tay sách hộp cơm, đi vào trước đó cùng học sinh ước định chỗ đường rẻ. Vương Vĩnh Kiệt hai huynh muội sớm đã tại kia mong mỏi cùng trong mong chờ. Nhìn thấy từ tùy châu trong ngực bánh bao nhỏ, hai huynh muội vẻ mặt kinh ngạc không có sai biệt, miệng to đến có thế nhét trứng gà. Từ từ lão sư qua nhi này nhà ai a à? nhà ta a à, con ta nện làm sao không chào đón a à? từ tùy châu cười nhíu mày hoan nghênh hoan nghênh vương đình đình phản ứng so với nàng ca nhanh hưng phấn nhào tới trước cùng ngây thơ bánh bao nhỏ đánh cái đối mặt tiểu khả ái cắn ngón tay đầu tiên là trận to đen lúng liếng mắt tiếp theo mặt mày khẽ cong tuét ra vô sĩ miệng manh manh cười một tiếng Lập tức bắt được một con manh bảo khống Chương 38 Vù vù trảm tơ tình Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 38 Vù vù trảm tơ tình A A A Thật đáng yêu bảo bảo A à, Từ lão sư ta có thế ôm một cái hắn sao Vương Đình Đình ném đi xe đạp Chạy tới ôm bảo bảo Có thể A à, Bất quá hắn còn không có đầy hai tháng Xương cốt mềm Đến dạng này ôm mới được không thể dựng thẳng lên đến nha. Từ Tùy Châu đem hộp cơm đưa cho Vương Vĩnh Kiệt, tay nắm tay dạy Vương Đình Đình như thế nào ôm bánh bao nhỏ. Hắc hắc, thật thật đáng yêu a, à, đơn giản cùng chuyện cổ tích bên trong trắng trắng mập mập nhân sâm búp bê giống như. Từ lão sư, chúng ta đi thôi. Ta dẫn ngươi đi bí mật của chúng ta căn cứ. Chờ một chút, Đình Đình xe của ngươi đừng á. Vương Vĩnh Kiệt ở phía sau hô. Đúng nga, từ chỗ này đến chân núi một cây số nhiều đây, đi đường quá chậm, từ lão sư, ta cưỡi xe dẫn ngươi đi, bảo bảo trước cho ngươi, ôm ổn a, à, đoạn này đường điên cực kỳ, đến chân núi liền tốt. Từ tùy châu. Muội tử. Không cần ngươi nói ta cũng biết muốn ôm ổn, dù sao bánh bao nhỏ là ta thân sinh. Vương Đình Đình cưỡi xe kỹ thuật hoàn toàn chính xác không phải là dùng để trưng cho đẹp. Theo nàng nói, đây là từ lần đầu tiên bắt đầu Bốn năm như một ngày đi tới đi lui trên trấn luyện ra được. Xe ta đây là tiểu thúc nhà, anh ta mới là nhà ta. Bất quá ta tiểu thúc đã không muốn chiếc xe này, vì sao? Bị ta cưỡi quá cũ chứ sao? Hắc hắc hắc, từ lão sư, ngươi còn trẻ như vậy liền kết hôn sinh hoa tử à nha. Không phải nói sinh viên đều đề xướng kết hôn muộn muộn dục sao? Mẹ ta nàng A, à, hơi một tí nói với ta, muốn ta đừng ở cao trung tìm người yêu, cần cũng đi đại học đàm, nhưng sinh viên đều đề xướng kết hôn muộn muộn dục, ta tìm ai đàm đi nha. Thực sự là, bất quá nhìn ngươi dạng này, có phải hay không trong đại học cũng không ít người tìm người yêu nha. Vậy nhưng quá tốt rồi. Từ Tùy Châu. Ngươi nói tốt có đạo lý, ta vậy mà không phản bác được. Vương Vĩnh Kiệt xe long đầu treo hộp cơm, giỏ thức ăn, ghế sau xe cột một ngụm nồi sắt lớn, xe trong rổ đúc lấy một túi nhỏ gạo, cười tại bên cạnh một mặt sinh không thể luyến đình đình ngươi có còn hay không là cô nương gia a suốt ngày tìm người yêu tìm người yêu treo ngoài miệng mất mặt chết dừng a tìm người yêu làm sao lại mất mặt thật mất mặt làm sao còn có luật hôn nhân cục dân chính thật mất mặt tiểu thúc đến niên kỷ không có kết hôn làm sao còn bị sửa suốt ngày thúc ba thúc bốn nói rõ việc này nó không phạm pháp không chỉ có không phạm pháp quốc gia còn ủng hộ đúng hay không từ lão sư từ tùy châu vội vàng không kịp chuẩn bị bị nước miếng của mình bị sạch vương tiểu cô nương lo lắng đi cà nhắc dừng xe từ lão sư ngươi không sao chứ vương vĩnh kiệt cũng dừng lại quay đầu nói từ lão sư là bị ngươi ngôn luận hù dọa từ tùy châu ngươi chân tướng tiểu hỏa tử nàng cảm thấy thân là chồng người làm gốc lão sư tốt Lúc này có cần phải nói chút gì, miễn cho tiểu cô nương ngộ nhập lạc lối. Khục, Đình Đình à, mẹ ngươi nói không sai, đừng ở đại học trước kia tìm người yêu. Không nói đến ảnh hưởng học tập, ảnh hưởng thi đại học, ảnh hưởng phát triển sau này con đường, mấu chốt là tiểu học trong lúc đó đùa nghịch bằng hữu, chỉ có thể đùa nghịch đội sản xuất, sơ trung đùa nghịch bằng hữu, chỉ có thể đùa nghịch quê hương trấn, cao trung đùa nghịch bằng hữu, chỉ có thể đùa nghịch bản huyện lên đại học lại đùa nghịch bằng hữu, có thể phóng nhãn cả nước đi chọn đúng giống. Đương nhiên, nếu có bản sự, đại học tốt nghiệp xuất ngoại độc nghiên độc bác, không chừng còn có thể chọn cái đầu tóc vàng, mắt xanh trở về. Hai huynh muội đều nghe được sửng sốt một chút. Nửa ngày, Vương Vĩnh Kiệt yếu ớt phản đối. Khi cái gì, đầu tóc vàng, mắt xanh thôi được rồi, ta sợ cha mẹ nghe không hiểu, câu thông không tiện. Phốc. Từ tùy châu vui vẻ. Đúng. Cái này đích xác là cái vấn đề. Vương Đình Đình lại phản phất mở ra thế giới mới một cánh cửa sổ, bừng tỉnh đại ngộ. Từ lão sư, ngươi nói quá đúng. Ta trước kia làm sao lại không nghĩ tới điểm này đâu. Mẹ ta nói không có ngươi thông thấu. Ngươi chính là ta thần tượng. Ta quá sùng bái ngươi á. Nếu như không phải tại cửa xe, nàng nhất định đến cái ngưỡng mộ đại hùng ôm một đường cười cười nói nói, đến chân núi, phát hiện bọn hắn ba là chậm nhất. Những người khác cũng sớm đã tại chân núi chờ. Hùng củ củ ôm một con hai lỗ tai lớn nhôm nồi, trong nồi tràn đầy thức uống. Chu Đông Uy cõng một chồng bát, trên tay cầm lấy một bó đồ ăn. Trần Húc Dương một tay mang theo đồ ăn sọt, một tay nhấc lấy một bình nhựa thức uống, nghĩ đến đều trước đó phân tốt công. Chu Đông Uy cùng Hùng Củ Củ cũng đều mang theo muội muội. Chu Đông Uy muội muội gọi Chu Đông Lệ, rất hoạt bát một cái nữ hài tử. Hùng Cũ củ Cũ muội muội, quả thật cùng Hùng Cũ củ Cũ một cái trong bụng mẹ ra, cùng nàng ca đồng dạng nhân cao mã đại. Từ tùy châu coi là sẽ gọi gấu hiên ngang, không nghĩ tới gọi Hùng Kiều Kiều. Nhân cao mã đại Kiều Kiều cô nương, ngang, nữ hài tử đụng vào nhau, liếu riếu nói không ngừng, cũng là các loại không tính nhàm chán. Nhìn thấy từ tùy châu ôm cái sữa búp bê tới, mọi người tất cả đều mới lạ vây quanh. Từ, từ lão sư, đây là con của ngươi sao? Chu Đông Uy cùng Trần Húc Dương trăm miệng một lời. Đúng vậy a. À. Loãng thiếu nam thanh xuân lòng ái mộ rách ra cái vỡ nát. Ngẫm lại cũng thế, từ Tùy Châu so với bọn hắn không có lớn hơn vài tuổi, kiều nộn dung nhan, thước tha tư thái, cùng trong lúc lơ đảng bộc lộ thuộc nữ phong tình đang dạy học quá trình bên trong bắt được trường học không ít tuổi dậy thì thiếu nam trái tim chỉ là đầu năm nay lưu hành mông lung đẹp huống chi vẫn là vị thành niên hài tử thật có ý tưởng gì cũng ngầm đâm đâm giấu tại đáy lòng khó mở miệng là lấy đừng nói từ tùy châu ngay cả bọn hắn giữa lẫn nhau bằng hữu tốt nhất đều không biết lúc này đánh bừa lầm đụng từ tùy châu ôm nhà mình bánh bao nhỏ đi ra đến sưu tầm dân ca cũng không liền kinh đến tựa như một thanh lợi kiếm hưu chặt đứt bọn hắn đơn phương tình ý nơi nào còn dám tiêu nghĩ lão sư a lại đẹp lại non đó cũng là danh hoa có chủ người. Điểm này lý trí vẫn phải có. Thiếu nam tâm bỗng dưng nát đầy đất. Nơi đây phải có bối cảnh âm nhạc. Hoa cúc tàn, đầy đất tổn thương, nụ cười của ngươi đã ố vàng, hoa rơi người đứt ruột, tâm ta sự tình lặng lặng nằm. Các nhà muội muội ngược lại là tựa như quen khơi dậy manh manh đắt bánh bao nhỏ. Tiểu khả ái đơn giản như cái phát sáng phát nhiệt mặt trời nhỏ, cười lên ấm áp làm mẹ bắt được thiếu nam tâm không biết nhi tử thì dễ dàng bắt được một ban manh bảo khống từ tùy châu gặp vương đình đình mấy nữ sinh cướp ôm bánh bao nhỏ đành phải nói đường núi khó đi vẫn là ta đến ôm đi đến mục đích đâu đâu giao cho các ngươi mấy người tỷ tỷ chăm sóc nha không có vấn đề không có vấn đề các cô nương cướp trả lời từ lão sư bảo bảo gọi đâu đâu a à, thật đáng yêu danh tự cùng người đồng dạng đáng yêu rất muốn hôn hôn hắn nha. Từ lão sư ta có thế thân hắn một chút không? Chu Đông Lệ cầm lòng bàn tay nhẹ nhàng đụng chút bánh bao nhỏ mặt, thật mềm a, à, rất muốn hôn một cái. Vương Đình Đình cùng Hùng Kiều Kiều trăm miệng một lời. Ta cũng nghĩ hôn hôn. Chúng ta xếp hàng hôn hôn đi, chớ dọa đâu đâu. Hắc hắc hắc. Bị các muội tử viết ở phía sau huynh trưởng thì từng cái sinh không thể luyến. Tuổi dậy thì thầm mến còn chưa bắt đầu liền kết thúc còn chưa tính nói xong hỗ trợ sách đồ ăn, khiên nồi nhu thuận muội muội đâu. Thế nào đều chạy từ lão sư hài tử đi. Phản đồ Chương 39 Không cần mồi câu cũng có thể câu. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 39 Không cần mồi câu cũng có thể câu vượt qua thấp thấp ngọn núi nhỏ, màu xanh thẳm biến cả hiện ra trước mắt. Bên bờ là một mảnh cháy đen bãi đá ngầm, phụ cận lẻ tẻ rải lấy 3 năm khỏa cây dừa. Theo lý thuyết vùng này ven biển sẽ rất ít có nhân chủng cây dừa, dù sao còn tại á nhiệt đới phạm vi, nhưng cũng có thể là là nhiệt đới cây dừa rơi xuống trong biển, theo gió sóng trôi đến nơi này lại bị sóng biển đẩy lên bên bờ bám rễ sinh chồi hoang dại giả dài. Trên mặt biển, chợt có mang theo kim sắc đai lưng kim eo yến cùng cái đuôi đỏ tươi đỏ đuôi chim chàng làng chờ chim biển, chim chip. Âu Âu, lướt qua, sóng biển có quy luật một lần lại một lần cọ rửa mỹ lệ đường ven biển. Thật đẹp. Đẹp để cho người ta không cách nào dùng khiếp khao nhất ngôn ngữ mà hình dung được. Không hổ là hậu thế liên tục 10 năm bị bình thường quốc bên trong được hoan nghênh nhất nghỉ phép ven biển, hoàn toàn chính xác quá đẹp. Từ Tùy Châu tìm phiến tương đối bằng phẳng lại có bóng cây đất trống, tung ra mang tới nhiều chức năng tấm thảm, nhào vào khô ráo đất cát bên trên, để bánh bao nhỏ nằm ở phía trên. Ánh nắng từ pha tạp lá cây ở giữa rơi xuống dưới, đã có thế hưởng thụ ấm áp tắm nắng cũng sẽ không bỏng nắng hoa nhi kiều nộn làn da. Các muội tử không cần phải nói, tất cả đều vây quanh ở tấm thảm bên cạnh đùa manh bão. Các huynh trưởng bất đắc dĩ dắt thô giác giọng hô. Đình đình, ngươi không phải muốn nướng khoai sọ sao? Cũng ta thật xa khiên nhiều như vậy khoai sọ tới. Đông lệ, ngươi mau tới rửa rau A, à, ca của ngươi ta muốn lũy lò lại lề mề xuống dưới không có cơm ăn. Mẹ ta nấu nồi trứng luộc nước trà để cho ta mang đến, không ai ăn sao. Không ai ăn sao. Thật không có người ăn ta ăn. Mẹ ta sắc sủi cảo. Lần trước không phải ăn không đủ sao. Lúc này ta mang theo hai cân, thế nào không có thị trường. Các muội tử hi hi ha ha hơi đi tới, đoạt một đống ăn tới cho từ Tùy Châu, còn hỏi đâu đâu có thế ăn chút sao đâu đâu còn không thể ăn những này, các ngươi ăn đi. Ăn xong chúng ta hỗ trợ đi. Từ lão sư ngươi ngồi đi, những cái kia sống chúng ta rất quen thuộc, rất nhanh liền giải quyết. Lập tức liền tới đây bồi đâu đâu chơi a. À. Từ tùy châu thấy các nàng phân công có thứ tự, rửa rau rửa rau, nướng khoai sọ nướng khoai sọ, còn có nhặt củi, bắt con hào tôm cua, mình ngồi không băng khoăn, liền đứng dậy nói. Ta mang theo cần câu, thử một chút có thể hay không câu mấy con cá đi lên từ lão sư ngươi sẽ còn câu cá a da da của ta cũng biết vương vĩnh kiệt bên cạnh lũy bên nhà bếp nhã rảnh lão nhân gia ông ta chính là quá keo kiệt đem bộ kia cần câu làm bảo bối chết sống không cho mượn ta dùng từ tùy châu cười nói không có việc gì ta cái này không mang nha lần sau các ngươi nghĩ câu cá liền hỏi ta mượn ta con cá này can là nắm đồng học từ kinh đô mua được tuyến rắn chắc cực kỳ, trên trăm cân cá lớn đều có thể dễ dàng câu đi lên, không cần lo lắng sẽ kéo đứt. Thật! Một bang trẻ ranh to xác nhau nhau đụng lên đến quan sát bộ này có thể câu lên hơn trăm cân cá lớn cần câu. Nhất định rất đắt a. À. Vương Vĩnh Kiệt cẩn thận từng ly từng tí sờ soạn một chút cần câu, sợ sờ xấu giống như. Còn tốt. Nắm của bạn học ta phúc, cầm tới nội bộ giá. Bất quá con cá này can là chuyên khai ra miệng, không có người quen thị trường quốc nội mua không được. Từ Tùy Châu không quên cho bọn hắn phòng hờ. Tỉnh kiến thức bộ này cần câu câu cá thần kỳ một mặt, nhau nhau nắm nàng mua. Nhưng nàng đi chỗ nào mua đi nha. Trúc thưởng hệ thống toàn bộ nhờ vận khí, vận khí không tốt, quốc nó hơn trăm hơn nghìn lần đều chưa hẳn rút đến bên trong muốn. Nhiều chức năng cần câu tuyến rất dài, cho dù ngồi tại trên đá ngầm, xa xa hất lên, y nguyên có thế đặt vào trong biển. Đá ngầm cách bánh bao nhỏ bóng cây rất gần. Đầu thu buổi trưa, dưới ánh mặt trời ấm hung hung. Từ tùy châu cho bánh bao nhỏ trừ đi bên ngoài bao bị, không hào phóng đạt được giải phóng. Thỉnh thoảng đạp mấy lần chân nhỏ, vung mấy lần cánh tay nhỏ, cao hứng cười thanh khách. Hắn cười, từ tùy châu cũng cười. Một hồi đồ bánh bao nhỏ, một hồi chú ý phao. Cùng nói là câu cá, chẳng bằng nói là phơi nắng, buông lỏng tâm tình. Mặc đến như vậy nhiều ngày, vẫn là lần đầu như thế buông lỏng hưởng thụ thiên nhiên. Từ lão sư, nơi này chỉ sợ câu không đến cá. Gia gia của ta bọn hắn đều là đi ngư trường kia một đầu nước cạn vịnh câu, mà lại là chèo thuyền ra ngoài, cách bờ quá gần, câu được đều là tôm cá nhảy nhép. Vương Vĩnh Kiệt lũy tốt đá ngầm lò, đứng dậy đi tới nói. Từ Tùy Châu muốn nói, không sao, Câu cá câu chính là loại tâm tình, bỗng dưng trong tay cần câu truyền đến một cổ rơi lực, mang theo cổ tay của nàng hạ thấp xuống, liên tục không ngừng hô. Có cá đã mắc câu. A. À. Không phải đâu. Vương Vĩnh Kiệt không thể nào tin được, từ lão sư ngươi ngồi ta tới rồi, không chừng là người khác rơi trong biển dày. Gia gia của ta liền thường thường câu được loại này rác rưởi. Hoa hoa hoa. Đây là cái gì? Cá 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 thật câu được cá ta đi vẫn là đầu tây tinh bang từ tùy châu ngồi tại trên đá ngầm không cần tốn nhiều sức câu lên một đầu xuất ra đi nghe nói có thể bán không ít tiền tây tinh bang thấy một bang tiểu hỏa tử đã vui vẻ lại hâm mộ trần húc dương cảm thấy mình hiểu cần câu thật như vậy trọng yếu a à, ta coi là chỉ cần hạ cái mồi không quan tâm lấy cái gì câu đều là giống nhau chu đông uy gật gật đầu Ta lúc trước cũng nghĩ như vậy, còn nói những cái kia người nước ngoài thật là ngu, tiêu nhiều tiền như vậy từ nước ta nhập khẩu cần câu, hiện tại xem ra, cần câu thật là tệ thật sự có khác nhau. Xem ra cần phải để cho ta gia gia đổi trở lại cần câu. Vương Vĩnh Kiệt nhìn thấy đầu kia dưới ánh mặt trời hiện ra điểm điểm hồng quang tây tinh bang như có điều suy nghĩ, cái kia trúc chế của cần câu, ba ngày hai đầu chạy không lội. Ta còn nói có phải hay không trong biển cá càng ngày càng thông minh, tùy tiện không mắc câu, từ lão sư chiêu này lộ, không thể không khiến ta tin tưởng, tốt cần câu hoàn toàn chính xác có thị trường. Từ tùy châu giật một cái khóe miệng. Tượng trưng hướng lưỡi câu bên trên bọc điểm vương vĩnh kịp giúp nàng chơi đùa tới mồi câu, nghe nói con cá này mồi phương pháp luyện chế là da da hắn bỏ ra hơn nửa đời người suy nghĩ ra được, tất cả mồi câu bên trong số cái này được hoan nghênh nhất. Cứ việc cá của nàng can cũng không cần mồi câu có hay không mồi câu câu được cá xác suất thành công nhưng thật ra là đồng dạng, đều là tám thành. Nhưng ngồi tại trên đá ngầm liền có thể nhẹ nhõm câu được cá đã lộ ra rất khác loại, nếu là lại đến cái không cần mồi cũng có thể câu được cá hình tượng, làm không tốt sẽ lên tin tức. Từ tùy châu tự nhiên không muốn cho mình treo chọc quá nhiều phiền phức, dù sao không uổng phí tâm tư gì. Trùng lên mồi câu, lại dùng lực hất lên, đem phao vung ra trên mặt biển, quay đầu hướng vây quanh Tây Tinh Bang còn tại bô bô biểu thị không thể tưởng tượng nổi các tiểu tử nói. Còn không có thưởng thức đủ đây. Mau giết đi, hấp vẫn là nấu canh. Các ngươi bỏ phiếu biểu quyết. Từ lão sư, con cá này ngươi, ngươi không có ý định cầm đi thị trường bán A. Hùng củ củ sợ nàng không hiểu việc, nói chuyện quýnh lên, bên tai đều đỏ, ta nói cho ngươi, cái này tây tinh bang cùng phổ thông thạch bang cá không giống, cái này rất khó đánh đến chúng ta có ăn hay không không quan trọng, ngươi vẫn là đem bán lấy tiền đi. Đúng, chí ít có thể bán 50. Cầm đi trong huyện cán bộ gia chúc viện có thể bán càng nhiều, những người kia không thiếu tiền. Những người khác cũng đều nhất trí gật đầu, nhao nhao cho từ tùy châu nghĩ kế. Lại thèm chiếc kia cá ngon, cũng biết Tây Tinh Bang có thể ngộ nhưng không thể cầu, có thể đem bán lấy tiền đồ ăn, kiên quyết chống đỡ dụ hoặc không thể ăn. Từ tùy châu vui mừng cười, đều là thành thật hài tử a. chương 40 đem trời trò chuyện chết. bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio. com chương 40 đem trời trò chuyện chết từ tùy châu cười nói chờ một chút nếu là câu được nhiều lắm lấy thêm đi bán đi hiện tại các ngươi bắt cấp thời gian nấu cơm đi đúng ta mang tới hai cái hộp cơm đặt chỗ nào rồi bên trong có cá viên nước nấu mở sau buông xuống đi đốt canh cũng tốt, trực tiếp ăn cũng tốt, hương vị cũng không tệ lắm. Hộp cơm ở chỗ này. Vương Vĩnh Kiệt mở ra hộp cơm, quả nhiên nằm tràn đầy một hộp cá viên, hết thảy hai hộp, đếm một chút, mỗi người bảy viên còn có hơn nhiều. Các muội tử đã sớm nghe nhà mình ca ca khoe khoang trong trường học cá viên làm sao tốt như vậy ăn, bất đắc dĩ liền xuất hiện qua một lần, nghĩ nếm cái tươi đều không có chỗ ngồi tìm đi. Lúc này gặp từ Tùy Châu mang đến nhiều như vậy, cao hứng khoa tay múa chân, nhao nhao cướp tay cầm mui. Cuối cùng oãn tù tì, bị Vương Đình Đình cướp được cái này sống. Từ tùy châu nhìn xem đám này tinh lực tràn đầy cô nương, tiểu tử, trong lòng dân lên một cổ mẹ già vui vẻ cảm giác. Lúc này, trong tay cần câu lại động. Lúc này nàng không còn ngoài ý muốn, không chút hoang mang thả ra dây câu, sau đó mai mối, thả kéo mấy lần về sau, cá kình biến mất, lúc này mới đem cá kéo về bên bờ, xảo kình nhấc lên, con cá theo lưỡi câu lộ ra mặt nước. Là một đầu hát điêu ngư. Nhưng làm mấy cái học sinh hưng phấn. Từ tùy châu lại một lần nữa sách tháng con cá này can dùng tốt. Bất quá không biết có phải hay không không thể khen, tiếp xuống câu được cũng chỉ là phổ thông hòn đá nhỏ ban. Vùng hải vực này thường xuyên nhìn thấy, một điểm không hiếm lạ. Từ tùy châu đem bọn nó ném cho hậu phương vùi đầu muộn cơm học sinh, hiện giết hiện nướng từ lão sư ta muộn bên trên cơm lam ngươi xuống dưới nghỉ một lát nếm thử chúng ta nướng khoai sọ ta đến câu một lát đi vương vĩnh kiệt lòng ngứa ngáy bò lên nói đi từ tùy châu sản khoái đem cần câu đưa cho hắn nhảy xuống đá ngầm mấy nữ hài tử phân công rất minh xác rửa rau rửa rau muộn cơm muộn cơm vương đình đình còn chuyên môn canh giữ ở bánh bao nhỏ bên cạnh cho hắn phổi tiểu phi trùng Hùng kiều kiều cho nàng đựng bát cá viên canh, lại lột hai cái nướng khoai sọ. Lão sư mau ăn, này lại lạnh nóng vừa vặn. Tạ ơn. Từ tùy châu nếm miệng khoai sọ, phấn phấn, siêu ăn ngon, làm sao nướng nha. Thế mà không có tiêu. Hắc hắc, là bao bên trên khoai sọ lá, lại trùng lên bùng nướng. Nghĩ ra một chiêu này chính là Trần Húc Dương. Nói là tiểu thuyết võ hiệp bên trên thấy qua một đạo gà ăn mày chính là như thế nướng, cái này không không có gà, liền nướng khoai sọ chứ sao. Từ tùy châu hướng hắn dựng thẳng giơ ngón tay cái. Đám con nếp này, đầu cái đỉnh cái thông minh. Đáng tiếc không yêu tiêu vào nghiêm chỉnh việc học bên trên. Từ tùy châu nghĩ nghĩ nói. Như vậy đi, chúng ta trước định vị nhỏ mục tiêu, cuối kỳ thi, các ngươi nếu là có tiến bộ, ta ban thưởng các ngươi một con nhỏ gà mái, muốn làm sao nướng làm sao nướng. Không có tiến bộ đâu chu đông uy ngốc ngốc hỏi vậy liền tiếp tục cố gắng chứ sao từ tùy châu cười nói ta lại không phạt các ngươi cái gì có tiến bộ liền có thưởng tiến bộ giải thưởng càng lớn lệ càng lớn lão sư lão sư ta không muốn gà ta muốn ăn thông minh đậu vương vĩnh kiệt tại trên đá ngầm cũng nghe đến quay đầu nói không có vấn đề thông minh đậu nàng hiện tại liền có nhỏ gà mái ngược lại là còn muốn từ nơi khác mua vương vĩnh kiệt nhếch miệng cười một tiếng còn muốn nói điều gì nhưng gặp hắn bôi nha nắm lấy cần câu một cái lão đảo kém chút từ trên đá ngầm té xuống cái gì đồ chơi a à, thật nặng mập mạp thế nào cá đã mắc câu ta kéo không nhúc nhích vương vĩnh kiệt cố hết sức cùng dây câu rút lên sông mọi người gặp hắn không giống như là trang nhao nhao tiến lên hỗ trợ phốc ngươi hình thể thế mà còn có kéo không nhúc nhích cá con cá này đến lớn bao nhiêu a à? mập mạp ngươi cần rèn luyện hùng cũ củ cũ ngoài miệng nhạo báng thân thủ lại không chậm đoạt ở những người khác trước đó nhảy lên đá ngầm giúp vương vĩnh kiệt cùng một chỗ kéo dây câu một hai ba lên một con to lớn rùa biến cắn lưỡi câu ra khỏi biển mặt mọi người thấy choáng mắt từ tùy châu nâng tráng lão thiên gia Ngươi lễ vật này tặng qua đi, còn không bằng cho chỉ đại long tôm đâu. Rùa biến lại hiếm có cũng nuôi không nổi, huống chi một con lớn như thế. Về phần đánh tới ăn, ngươi làm vẫn là năm sáu mươi năm thay mặt ấm no không tốt thời điểm a. Hiện tại nghèo thì nghèo, nhưng không đến mức ăn không no, mà lại sinh hoạt tại bờ biển, tạp ngư tôm cua không thiếu, ai sẽ thèm một ngụm rùa biến thịt? Bởi vậy, câu đi lên về sau thưởng thức một phen từ Tùy Châu liền để bọn hắn đưa rùa biến đại gia về biến cả mẫu thân vây quanh. Bốn cái lớn nam sinh, một người nhấc một đầu rùa chân, thế mà còn cảm thấy phí sức. Cái này rùa được nhiều nặng a. À. Quy đại gia thoạt đầu rụt lại đầu, về sau cảm giác ra nhóm người này không có ác ý, lặng lẽ thò đầu ra, đen nhánh mắt nhỏ quay tròn xoay một vòng, về sau dứt khoát thích ý phơi lên mặt trời, đại gia tựa như tùy ý bọn hắn thiên đi đến bên bờ thủy triều vừa tăng vừa lui đại hải quy trở về biến cả ôm ấp đạt được tự do quy đại gia bốn trảo vạch lên nước đầu nhô ra mặt nước hướng bên bờ xem xét vài lần thẳng đến trên bờ bóng người dần dần đi xa mới một cái lặn xuống nước chui vào nước sâu hoạch hướng mình quê hương vương vĩnh kiệt bốn người trở lại bãi đá ngầm còn tại chật chật sợ hãi tháng phục ta còn là lần đầu nhìn thấy như thế lớn rùa biến ta cũng thế trước kia thấy qua rùa biến còn không có cái này một nửa lớn cố gắng có hơn mấy trăm tuổi nghe đại nhân nói trong biển rộng cái gì cũng có đừng nói mấy trăm tuổi rùa biến mấy ngàn năm trước thuyền đắm đều có thật muốn chui vào đáy biển sâu bộ hảo hảo nghiên cứu một chút từ tùy châu nghe vậy cười vỗ tay các bạn học học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên đại học thi cái hải dương chuyên nghiệp sẽ có cơ hội từ lão sư ngươi đem trời trò chuyện chết biết không? Không đến một ngày nấu cơm giả ngoại, để từ tùy châu thấy được sinh ra từ tinh tế cần câu có bao nhiêu nghịch thiên. Không cần mồi liền có thể câu được cá còn chưa tính, thế mà còn câu được hậu thế liệt vào lâm nguy bảo hộ động vật đại hải quy, vẫn là trên trăm tuổi không chừng sắp thành tinh cái chủng loại kia. Từ tùy châu trong lòng sách than thở, xua tan một đám học sinh, ông bánh bao nhỏ trở về cô nhà. Buổi sáng sách đi hai hộp cá viên, đổi thành một đầu thạch ban, một đầu hắc điêu. Cái khác cá để các học sinh điểm, một nhà vừa vặn được chia một đầu. Ngày Chủ nhật từ tú viện hai lỗ hổng không có ra ngoài, Lâm Quốc đóng trong sân tu bổ dụng cụ, từ tú viện ngồi ở dưới mái hiên may vá khe tử quần áo lao động. Nhìn thấy chất nữ mang theo hai đầu cá trở về, được không buồn bực. Theo theo, ngươi không phải cùng học sinh nấu cơm giả ngoại đi sao? Chạy thế nào đi mua cá? con cá này không phải mua là chính ta câu từ tùy châu cười nói tại nàng cô tiếp nhận bánh bao nhỏ về sau xuất ra trong bao đeo cần câu đây là ta nắm đồng học mua cần câu hôm nay thử một chút dùng rất tốt dây câu cũng rắn chắc cực kỳ cô phụ rảnh rỗi có thể đi câu cá học sinh còn dạy ta làm thế nào mồi câu dùng cái này mồi câu mắc câu suất rất cao từ tú viện nghe cười nói ngươi cô phụ nào có cái này nhàn hạ thoải mái a à, vẫn là ngươi thu đi ngày chủ nhật trở về đi bờ biển giải sầu một chút cũng tốt từ tú viện không cảm thấy như thế tinh vi cần câu có thế câu được nhiều ít cá nửa ngày công phu có thế câu đi lên một đầu thạch bang một đầu hắc điêu tính may mắn